kiếm được không ít tiền của bên này cũng nên để bọn họ vất vả một chút công vụ của đám người thương triều tông bề bộn quận thanh sơn còn có rất nhiều việc còn chưa hoàn thành cần phải xử lý cũng không rảnh rỗi như ngưu hữu đạo cho nên bọn họ cũng không ở đây quá lâu sau khi nói vài câu liền cáo từ nhưng bọn họ vừa mới nhắc thiên ngọc môn người của thiên ngọc môn đã đến bành hữu tại đích thân đến cũng không đến quận thành mà trực tiếp chạy đến đây luôn thiên ngọc môn đến cũng không nằm ngoài dự liệu của ngưu hữu đạo bởi vì hắn đã cho ngừng cung cấp rượu. Hai bên gặp nhau trên vách núi, vừa gặp, bành hữu tải đã mắng, tiểu tử, người ngừng cung cấp rượu là có ý gì? Người muốn đổi ý hay sao? Rượu bán rất tốt, tiền này đang dễ kiếm, ai nghĩ đến bên này đột nhiên ngừng cung ứng? Nên biết rằng, Thiên Ngọc Môn đã nhận tiền đặt cọc của một số khách hàng. Đến lúc đó không có rượu giao ra, đắc tội cũng không phải một hai người. Người có thể mua rượu với giá đắt như vậy cũng không phải người bình thường, sẽ rất phiền phức ông ta lập tức dẫn người đến đây giải quyết vấn đề. Dựa vào nhân thủ bên này, cũng không có cách nào dùng sức mạnh với nhiều hữu đạo. Người của ba phái Lưu Tiên Tông ở đây cũng không phải ngồi không. Nhắc đến chuyện rượu, đám người phí trường Lưu đứng bên cạnh đều biết rõ, nhiều hữu đạo đang tranh thủ lợi ích cho bọn họ. Bành trường môn đừng gấp, trước uống ngụm trà giải nhiệt đá. Nhiều hữu đạo ra hiệu mời dùng trà, ngươi bớt làm bộ đi. Bành hữu tại vung tay, ta chỉ hỏi ngươi một câu, đàm phán lúc trước có còn hiệu lực hay không? Nghiêu hữu đạo quét mắt nhìn Bạch Diêu bên cạnh, chẳng lẽ Bạch Diêu không báo lại cho quý phái điều kiện của ta sao? Bành hữu tại đáp, người bất nói nhảm đi, người đã nói giá bao nhiêu thì trả giá bấy nhiêu, ai cho phép người muốn đổi thì đổi. như hữu đạo nói, tuy là nói như vậy, dù sao các người ăn thịt cũng phải để người khác hút miếng canh chứ. Bọn họ cũng vì làm việc cho vương gia. Bành hữu tại nhìn đám người phí trường lưu, lập tức cắt ngang, bọn họ làm chuyện gì cho vương gia. Lấy được địa bàn, chết cũng là đệ tử của thiên ngọc môn ta. Bọn họ chạy đến kiếm lời còn chưa tính, chuyện trấn nhiếp bên ngoài cũng do thiên ngọc môn chúng ta phụ trách. Người hỏi bọn họ đã làm gì cho vương gia, cái gì cũng chẳng làm, nhưng một nửa quận Thanh Sơn đã đưa cho bọn họ. Thiên ngọc môn ta nói lời giữ lời, chuyện đã đồng ý thì phải thực hiện. Bây giờ ngươi muốn kiếm thêm, thiên hạ có đạo lý như vậy sao? Như hữu đạo nói, giúp vương gia trấn thủ địa bàn, hiệp trợ thiên ngọc môn ngươi, chẳng lẽ không tính là việc. Ha ha, bành hữu tại cười diếu, ngồi xuống bàn, tay vỗ lên đùi một cái được nói ba cái lý thuyết với người cũng chẳng có ý nghĩa gì chỉ bằng lấy ra hành động thực tế bây giờ bên phía dung bình quận vương cần rất nhiều chiến mã và châu cầy nước tề là một nước có nhiều thảo nguyên thứ không thiếu nhất chính là châu ngựa phí trưởng môn nếu các ngươi có thể mua được châu ngựa cũng coi như các ngươi làm việc chúng ta nhường lại cái lợi này cũng không nói gì phí trưởng môn hạ trưởng môn trịnh trưởng môn các ngươi nghĩ sao Nghiêu hữu đạo im lặng hóa ra vị này đến đây không phải hưng sư vấn tội mà là đến ném oan ức lúc trước hắn nghe đám người thương triều tông nói người của thiên ngọc môn đang gặp rắc rối về vấn đề này bây giờ xem ra đúng là độ khó không nhỏ nếu không thiên ngọc môn sao có thể dễ dàng nhường lại món hời như vậy chứ nhưng nói đến chuyện này làm sao ba phái có thể từ chối không chịu làm việc còn muốn chia tiền nếu như vậy đúng là không thể nào nói nổi nghiêu hữu đạo thầm mắng hắn bị hố rồi hắn không nghĩ đến thiên ngọc môn lại chơi chiêu này. Gần đây hắn chú tâm tu luyện, không để ý chuyện khác, lúc này mới bị lọt hố. Không nắm giữ được tình huống cụ thể, hắn nhất thời không có biện pháp ứng đối, bị đánh trở tay không kịp. Bành trưởng môn, thiên ngọc môn gặp thua thiệt ở nước tề sao. Như hữu đạo cười nhưng không cười nói một câu, đồng thời nhắc nhở ba phái. Bành hữu tại nhìn hắn một chút, thiên ngọc môn đúng là gặp thua thiệt không nhỏ ở nước tề, tốn không ít tiền mua một đống chiến mã, còn chưa đưa ra khỏi nước Tề đã bị người ta cản lại, trước sau còn có hơn 100 đệ tử bị giết chết, có thể nói là tổn thất to lớn. Cơn giận này, muốn báo thù cũng không cách nào báo thù. Thiên Ngọc Môn muốn chạy đến nước Tề Dương Oai còn thiếu một chút hỏa hầu. Môn phái của nước Tề cũng không phải loại người ăn chay. Vừa lúc bên phía Nưu Hữu đạo muốn nâng giá, cao tầng trong môn phái thương lượng với nhau, quyết định ném hoàn ước này cho ba phái. Chuyện mà ngay cả Thiên Ngọc Môn không làm được bọn họ cũng không cho rằng ba phái có thể hoàn thành. Chuyện không liên quan đến ngươi, sẽ tự các môn phái thương lượng với nhau. Ngươi ngồi bên cạnh xem đi, để ta nói chuyện với ba phái. Bọn họ đồng ý, thiên ngọc môn ta sẽ nhường lại lợi ích. Không đồng ý, dựa vào cái gì mà khổ cực thì thiên ngọc môn ta gánh, còn chỗ tốt thì bọn họ lấy. Bành hữu tại nói một câu, gạt nghiêu hữu đạo sang một bên. Ha ha, nghiêu hữu đạo cười lạnh, tiếng cười tràn ngập sự khinh bỉ. Lúc này, da mặt bành hưu tại dày vô cùng, làm như không thấy, bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Ba người phí, hạ, trịnh đều cau mày. Mặc dù bọn họ chưa từng đụng đến chuyện chiến mã của nước tề, nhưng bọn họ cũng biết nó rất khó. Tuy nhiên, thiên ngọc môn đã nhượng bộ như vậy, bọn họ không cách nào từ chối. Bọn họ tạm thời tránh qua một bên, thương lượng với nhau. Sau khi trở lại, phí trường lưu nói, vương gia cần, chúng ta tất nhiên sẽ hết sức nỗ lực làm việc này, chỉ là ai sẽ chi tiền cho việc mua châu ngựa, Bành hữu tại chỉ như hữu đạo, hắn đồng ý bỏ tiền ủng hộ vương gia khôi phục dân sinh, thiên ngọc môn ta há có thể ngồi nhìn, cũng đã đồng ý với vương gia ủng hộ tiền mua chiến mã và châu cầy, chỉ cần các người có thể làm được, tiền sẽ do thiên ngọc môn ta xuất. Điều này ông ta không nói ngoa, đầu tiên, lợi nhuận từ rượu cũng đủ cho bọn họ có khả năng bỏ vốn. Có tiền tất nhiên là ra tay hào phóng rồi, không có con đường gia tăng tài lộ thì làm sao bỏ số tiền đó ra được. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất. Thiên Ngọc Môn muốn chiếm Nam Châu làm của riêng, cũng chính là muốn có thu hoạch lớn hơn. Nói cho cùng, mặc kệ sự việc có thể thành công làm được hay không, Thiên Ngọc Môn cũng là kẻ thu lợi, không bị ăn thiệt. Nếu không, cũng sẽ không dễ dàng nhượng bộ đối với ba phái như vậy. Ba người phí trường lưu nhìn nhau, cuối cùng gật đầu, được, cứ quyết định như vậy đi. Hai bên đã bàn xong, dưới sự yêu cầu của Thiên Ngọc Môn, tất cả cùng nhau ký hiệp nghị. Cũng không còn cách nào, ba phái đã đồng ý, như hiếu đạo cũng chỉ có thể dỡ bỏ lệnh ngừng cung cấp rượu mà thôi. chương 347, Đệ tử Quỷ Y, trường môn bành đích thân đến một chuyến, dễ như trở bàn tay làm xong việc này, cũng lười ở lại, mang thẳng rượu đi. Sau khi nhìn đám người thiên ngọc môn mang rượu đi, như hiếu đạo khẽ thở dài, gánh chuyện mà thiên ngọc môn không giải quyết được, chỉ sợ lần này các người phiền phức rồi. Hạ hoa cười khổ, chúng ta cũng biết là phiền phức. Ông ta nói như vậy, chúng ta từ chối như thế nào được. Trịnh cử tiêu thở dài, chúng ta chỉ cố làm hết sức thôi. Không làm được, chúng ta cũng chẳng còn cách nào. Như Hữu đạo hỏi bọn họ, các ngươi đã từng xử lý chuyện mua chiến mã chưa? Ba người đều lắc đầu. Phí trường lưu nói, ta đại khái có nghe qua, biết có chút phiền phức, đồng thời ta cũng chưa từng giải quyết việc này. Như Hữu đạo trầm ngâm một chút rồi nói, vậy chúng ta sẽ xử lý chuyện này trước. Vương gia sớm muộn gì cũng phải giải quyết chuyện chiến mã, các ngươi cứ sang nước để tìm hiểu tình huống cụ thể trước cũng tốt. Thật sự không được, chúng ta lại nghĩ cách sau, nói chúng ta không phải là hắn muốn lấy lòng ba phái, mà việc này cũng có liên quan đến lợi ích của hắn. Không nói đến bây giờ ba phái là trợ lực của hắn, hàng năm ít nhất hắn phải cung cấp 50 vạn kim tệ cho Ngũ Lương Sơn, không phải cho một lần mà năm nào cũng phải cho. Năm nay đã cho, tiền còn lại trong tay không đủ cho sang năm, hắn cần có một nguồn tài chính ổn định mới được. Lợi nhuận từ rượu cung cấp cho Thiên Ngọc môn quá lớn, nhưng cũng không còn cách nào hắn không có thực lực kinh doanh, nếu không dựa vào cường quyền che chở, hắn sẽ bị ăn ngay cả mảnh xương vụn cũng không chừa. Xảy ra nhiều chuyện như vậy, hắn còn có thể an toàn ở lại đây, xét theo trình độ nào đó, thật ra thiên ngọc môn chính là ô dù, lợi nhuận của rượu chính là phí bảo hộ. Trong nhà lao, thiệu tam tỉnh phất tay ra hiệu thủ vệ nhanh lên. Cửa nhà lao mở ra, thiệu ba tỉnh bước vào, chắp tay cười nói, đại công tử, không sao rồi, thích sứ đại nhân đã hạ lệnh, ngài có thể ra ngoài thiệu bình ba vẫn đang ngồi đằng sau bàn xử lý công vụ nghe xong khẽ giật mình ta dự tính phải bị nhốt một tháng tại sao nhanh như vậy lại thả ta ra ngoài có phải là có chuyện gì rồi hay không thiệu tam tỉnh nói đại thiền sơn không kiên trì nổi nữa đại công tử tất nhiên có thể đi ra thiệu bình ba không đúng nhất định là có chuyện gì nếu không đại thiền sơn sẽ không nhanh như vậy mà thả ta ra ngoài thiệu tam tỉnh do dự một chút vung tay ra hiệu cho thủ vệ lui ra ngoài sau đó mới nói bất luận là băng tuyết các hay là nghiêu hữu đạo đều không có động tĩnh gì đại công tử phán đoán hiển nhiên là chính xác cho nên đại thiền sơn không có lý do gì giam giữ đại công tử mà không thả gác bút thiệu bình ba đứng dậy bước tới đại thiền sơn khẳng định muốn quan sát nhiều hơn mới yên tâm người nói đi rốt cuộc bên ngoài đã xảy ra chuyện gì biểu hiện của thiệu tam tỉnh không biết có nên nói ra hay không thiệu bình ba nhìn biểu hiện của gã suy nghĩ một chút rồi cười nói, ta xem ra cũng chẳng phải chuyện gì tốt, chắc chắn là nhắm vào ta. Bên ngoài không phải đang xuất hiện lời đồn, nói ta sát hại Nguyễn Thị sao? Thiệu Tam tỉnh ngạc nhiên ngẩng đầu, tại sao Đại Công Tử lại biết? Thiệu Bình ba nheo mắt, còn phải nói nữa sao? Như Hữu Đạo biết rất rõ việc này, hắn sao có thể bỏ qua cơ hội dội nước bẩn lên người ta? Lời đồn xuất hiện, tướng lĩnh trên dưới tất nhiên muốn tìm tòi hư thực rồi. Ta bị nhốt ở đây không xuất hiện, chẳng khác nào là bằng chứng chứng minh lời đồn là thật. Hậu quả của việc ở đây là gì? Như vậy, tướng lĩnh trên dưới tất nhiên phải cân nhắc một việc, ta đã xảy ra chuyện. Phụ thân đứng trước cục diện không người kế tục, tương lai ai sẽ tiếp nhận vị trí thích sứ Bắc Châu chứ? Đến lúc đó lòng người dao động, trận sóng ngầm tranh quyền đoạt lợi tất sẽ dâng lên. Bây giờ Bắc Châu nhiễu loạn, tạo cơ hội cho người ta lợi dụng, tuyệt đối không phải là điều mà Đại Thiền Sơn muốn thấy. Làm không tốt, bên dưới đã có người đang lấy lòng Đại Thiền Sơn, hy vọng có thể thay thế phụ thân, khiến cho Đại Thiền Sơn cảm nhận được áp lực. Đại Thiền Sơn biết, bây giờ không ai có đủ uy tín để thay thế phụ thân ở Bắc Châu. Đối với việc người khác chấp trưởng Bắc Châu, ai có thể phục ai chứ? Bắc Châu tất loạn, đây chỉ sợ là nguyên nhân mà ta được thả ra sớm. Thiệu Tam tỉnh chắp tay, gương mặt bội phục nói, Đại Công Tử Minh Giám, lời đồn xuất hiện, tướng lĩnh các nơi ở Bắc Châu vội vã chạy đến Phủ Thành, muốn gặp thích sứ đại nhân, dĩ nhiên là muốn tìm hiểu sự thật. Bây giờ, các chư tướng đều đang có mặt trong nghị sự đường. Thích sứ đại nhân gọi ngài đến đi cùng, thiệu bình ba gật đầu, biểu hiện đã biết, nhưng thiệu tam tỉnh do dự một chút rồi bồi thêm một câu, đại công tử, theo báo cáo, tất cả tin đồn nhắm vào công tử đã được lan truyền đến các nước khác. Gương mặt thiệu bình ba căng lên, che miệng ho khan hai tiếng, ngoài cười nhưng trong không cười, ta hẳn phải nên cao hứng mới đúng. Thiệu tam tỉnh ngạc nhiên hỏi, cao hứng. Thiệu Bình Ba nói, điều này nói rõ ta cũng đã tạo ra được áp lực cho nhiều Hữu Đạo, đây chính là sự tán thành của Ngưu Hữu Đạo đối với ta. Hắn cảm thấy ta có năng lực phát triển an toàn, cho nên muốn ngăn cản và bóp chết ta. Xem ra, chiếu tỷ nói không sai. Dứt lời, y bước ra khỏi nhà lao. Thiệu Tam tỉnh gật đầu đồng ý, sau đó nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục bẩm báo, đại công tử, đại thiền sơn ra lệnh cưỡng chế Thượng Thanh Tông rời khỏi Bắc Châu. Trên lối đi nhỏ bên trong địa lao, Thiệu Bình Ba ngừng lại, quay đầu hỏi, ngươi nói vậy là có ý gì? Thiệu Tam tỉnh đáp, Đại Thiền Sơn cho rằng nguyên nhân gây ra ân oán giữa ngài và Ngưu Hữu Đạo chính là đường trưởng môn. Bọn họ cho rằng chỉ cần đường nghi còn ở đây, ngài và Ngưu Hữu Đạo sẽ còn tiếp tục giày vò nhau, sẽ gây ra bất lợi cho Bắc Châu. Vì thế, bọn họ đã bức thượng Thanh Tông ra khỏi Bắc Châu. Thiệu Bình ba cao mày, hồ nháo, người khác không biết, chẳng lẽ người còn không biết sao? Cha của đường nghi và Triệu Hùng ca suốt cùng một sư, giao tình không ít. Từ việc Thượng Thanh Tông gặp nạn kinh động đến việc Triệu Hùng ca phải ra mặt là có thể thấy được. Thượng Thanh Tông có tác dụng rất lớn đối với ta, không thể bị đuổi ra ngoài được. Thiệu Tam tỉnh thở dài, Đại Thiền Sơn nhất định làm như vậy, còn có thể làm gì được chứ? Thiệu Bình ba im lặng, sau đó bước nhanh, không phải do bọn họ quyết định, việc này ta sẽ tự xử lý. Hai người trước sau ra khỏi nhà lao, thẳng đến nội trạch bái kiến Thiệu Đăng Vân. Hai cha con gặp mặt nhau, biểu hiện của Thiệu Bình ba vẫn rất bình tĩnh sắc mặt thiệu đăng vân vô cùng ảm đạm thấy con trai vẫn bình tĩnh như vậy ánh mắt ông ta hiện lên sự phức tạp lạ thường ông ta đứng dậy không nói một câu đi thẳng ra bên ngoài thiệu bình ba nhanh chóng tránh sang một bên hơi khom người thể hiện kinh ý sau đó bước nhanh theo đằng sau phụ thân vừa ra khỏi cửa ánh mắt và sắc mặt của thiệu đăng vân đã khôi phục bình thường bước đi hiên ngang oai vệ thiệu bình ba đi theo đằng sau vẫn mang biểu hiện của một đại công tử ngọc thụ lâm phong nghị sự đường Hai cha con trước sau bước vào, tướng lĩnh hai bên đồng thời đứng lên chào hỏi lẫn quan sát. Thiệu Đăng Vân ngồi xuống chiếc ghế ở vị trí cao nhất. Thiệu Bình Ba đứng ở một bên, chính sự của quân Bắc Châu bắt đầu triển khai thảo luận. Thiệu Bình Ba vẫn như trước đây, thỉnh thoảng chen vào hỏi thăm và đưa ra đề nghị, nhìn không ra đã từng bị giam giữ. Sau khi nghị sự hoàn tất, sắp sửa tan họp, khi Thiệu Đăng Vân nói lời kết thúc, ông quét mắt nhìn mọi người một vòng, cao giọng bồi thêm một câu gần đây ta nghe bên ngoài có rất nhiều lời đồn đại, rõ ràng có người quấy rối. Ở Bắc Châu này, ai là người có lợi nhất thì chính người là người đã tung tin đồn. Theo ta thấy, nước Yến và nước Hàn có hiểm nghi rất lớn. Đây là gian kế, chư vị hãy cảnh giác cao độ. chương 348, thuốc đắng giã tật một ầm um, ông đột nhiên vỗ bàn một cái, thiếu chút nữa dọa mọi người nhảy dựng. Ăn ngủ đái y là chuyện thường tình của con người, khó mà tránh khỏi. Là con người thì phải có tư tâm, cái này ta có thể hiểu. Tư tâm để trong lòng, ta cũng không so đo, nhưng ở đây ta xin nói, chúng ta đều là huynh đệ cùng nhau vào sinh ra tử, ta không muốn mọi người khó xử. Nếu ai dám thừa cơ làm loạn, đập bể chén cơn của các huynh đệ, đừng nói là ta không đồng ý, các huynh đệ khác cũng không đồng ý. Thiệu Đăng Vân trợn mắt quát, lời nói như sấm sét nổ vang trong nghị sự đường, khí thế chẳng khác nào hiệu lệnh thiên quân vạn mã, chấn nhiếp những người đang có tâm tư, khiến một đám tướng lĩnh hơi cúi thấp đầu, cũng không biết là đang chỉ ai. Trong lòng thiệu bình ba thở phào một cái, y không thể nào có được khí thế thống soái như cha của y, nhất thời không phải nói học là có thể học được. Phía dưới chợt có tướng lĩnh hô to, ai dám bất kính đối với đại tướng quân, lão tử chính là người đầu tiên không buông tha cho gã. Đúng, lão tử cũng là người đầu tiên không đồng ý. Tiếng hò hét của các tướng lĩnh vang lên liên tiếp, còn người thật sự có tư tâm trong lòng liền căng thẳng, nhìn tình huống cũng biết chuyện của mình khó làm, không thể không ảm đạm dập tắt chút tư tâm kia. Trung Dương Húc ngồi trên chiếc ghế tại một góc cuối cùng cũng đã yên tâm, biết lòng người Bắc Châu đã định, nội ưu đã giải. Ông ta cũng không thể không cảm khái, bây giờ Bắc Châu cũng chỉ có một mình Thiệu Đăng Vân mới có thể đè ép được. Chỉ cần Thiệu Đăng Vân còn, Bắc Châu mà ông ta phụ trách sẽ không xảy ra nhiễu loạn lớn. Sau khi mọi người giải tán, Thiệu Bình Ba mời Trung Dương Húc ở lại. Đại công tử có việc gì sao? đứng dưới mái hiên, Trung Dương húc hỏi một câu, ánh mắt nhìn Thiệu Bình Ba cũng rất phức tạp. Thiệu Bình Ba hỏi, bá phụ, nghe nói Đại Thiền Sơn muốn đuổi Thượng Thanh Tông ra khỏi Bắc Châu. Trung Dương húc nói, là chuyện này à? Sao, người có ý kiến gì? Thiệu Bình Ba cung kính chắp tay nói, không dám, nhưng Thượng Thanh Tông không thể bị đuổi đi được. Trung Dương húc nheo mắt, xem ra ý kiến của Đại Thiền Tông đối với người chẳng có tác dụng gì. Người có phải bị bắt đến nghiện rồi không? Ta khuyên ngươi, chuyện gì cũng phải chừa chỗ trống cho mình, không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiệu Bình ba vội nói, bá phụ hiểu lầm rồi, nhưng chuyện lần này hẳn bá phụ cũng đã hiểu rõ. Ánh mắt của băng tuyết các chỉ sợ vẫn đang nhìn vào cừu gia của Ngưu Hữu Đạo. Thượng Thanh Tông có liên quan đến Ngưu Hữu Đạo, Đường Nghi và Ngưu Hữu Đạo có quan hệ cũng chẳng phải chuyện bí mật gì. Bây giờ lời đồn nổi lên bốn phía Bắc Châu, trong lúc mọi người đang chú ý, lại đuổi Thượng Thanh Tông đi, vạn nhất thu hút sự chú ý của băng tuyết các cũng không phải là chuyện tốt xin bá phụ nghĩ lại trung dương húc nhướng mày trầm ngâm không nói kim châu phủ thứ sử dưới mái hiên nội trạch ánh mắt hải như nguyệt mong đợi thỉnh thoảng nhìn về phía lối vào nguyệt môn lê vô hoa đứng bên cạnh lườm bà một cái người đi tới đi lui làm gì vậy hải như nguyệt dừng bước tại sao còn chưa đến không phải đã xảy ra chuyện gì chứ lê vô hoa cau mày quỷ y thần long thấy đầu không thấy đuôi ngay cả vạn động thiên phủ của thần còn tìm không được chỉ biết có người như vậy thôi Người biết được diện mạo của ông ta rất ít, càng không nghe nói ông ta có đệ tử nào cả. Người xác nhận là đệ tử Hắc Ly, Hải Như Nguyệt khinh thường nói, ta làm sao mà biết. Người bên dưới trong lúc vô tình phát hiện được thôi, mặc kệ là thật hay giả, mời đến thử một chút cũng không sao. Lúc này, một đệ tử của vạn động thiên phủ bước đến, bẩm báo với Lê Vô Hoa, sư bá, chu quản gia dẫn một thầy thuốc đến gặp trưởng công chúa, chúng ta muốn hạ cấm chế lên người gã, nhưng gã không chịu rồi bỏ đi, chu quản gia vội giữ gã ở lại bảo ta phá lệ một lần chúng ta phải làm sao bây giờ hải như nguyệt nói với lê vô hoa người có bản lĩnh thật sự đều có tính cách gậy tài khinh người các ngươi nhiều người như vậy sợ cái gì chứ phá lệ một lần thì có sao lệ vô hoa im lặng ông cũng muốn gặp đệ tử quỷ y trong truyền thuyết một lần liền phất tay một cái không bao lâu sau chỉ thấy chu quản gia cung kính dẫn một người đàn ông trung niên bước vào sau lưng người đàn ông đeo một cái dương mặc áo vải thanh sam nhìn rất đơn giản. Minh tiên sinh, vị này chính là trưởng công chúa, chủ khách gặp nhau, chủ thuận dẫn kiến. Người đàn ông trung niên được gọi là Minh Tiên Sinh chẳng thèm coi ai ra gì, ta đến không phải gặp trưởng công chúa, ta đến gặp bệnh nhân. Lệ vô hoa hỏi, người chính là đệ tử quỷ y Hắc Ly. Minh Tiên Sinh nhướng mắt, ai nói ta là đệ tử quỷ y? Không có, không có. Hải như Nguyệt vội khoát tay, đồng thời trừng mắt với lệ vô hoa một cái, có vẻ như oán trách, y muốn nói người ta đã không thừa nhận, người còn nói ra làm gì bệnh nhân đang ở bên trong mời minh tiên sinh vào trong lòng lệ vô hoa buồn bực vô cùng ánh mắt lạnh lẽo cũng không lên tiếng ông định cứ xem xong rồi hãy nói nếu ông ta không thể hiện được bản lĩnh gì ông nhất định sẽ cho tên giả mạo này đẹp mắt nói thật ông vẫn không tin người trước mắt là đệ tử quỷ y nhưng đây cũng là điều khiến ông cảm thấy khó hiểu nếu nói là giả dám chạy đến nơi này để lừa bịp ông ta không khỏi chán sống rồi chỉ cần không phải kẻ ngốc ông ta chắc chắn phải biết giả mạo đệ tử quỷ y không phô diễn được phương pháp trị liệu nào sẽ có hậu quả gì nhưng nói đi thì cũng nói lại người ta cũng không nói mình là đệ tử quỷ y chỉ vô tình bị bắt gặp ở kim châu mà thôi người ta từ đầu đến cuối vẫn không hề thừa nhận nhưng chẳng lẽ chỉ dựa vào cái này ông ta làm không tốt thì có thể nói rằng ông ta đâu phải đệ tử quỷ y lê vô hoa cười lạnh trong lòng sau đó bước vào trong xem xét minh tiên sinh là người này Hải Như Nguyệt đưa tay chỉ Tiêu Thiên Trấn đang ngồi trên giường. Biểu hiện của Tiêu Thiên Trấn vẫn rất thở ơ, dường như đã quen với cảnh chữa trị như thế này. Minh Tiên Sinh cởi cái hòm đằng sau lưng xuống, một cái ghế dài được mang đến đặt bên cạnh giường, Chu Thuận đưa tay ra hiệu mời ngồi. Minh Tiên Sinh vuốt sâu, nhìn chung quanh Tiêu Thiên Trấn một chút, sau đó đưa tay ra, người đưa tay cho ta. Tiêu Thiên Trấn vẫn thở ơ, giống như không phải đang chữa bệnh cho mình, cũng chẳng có ý định đưa tay, chính bản thân y cũng không ôm hy vọng gì, Chu Thuận vội đỡ Tiêu Thiên Trấn nằm xuống, đặt bàn tay của y sang bên cạnh. Ngón tay Minh Tiên Sinh đặt lên mạch tượng của Tiêu Thiên Trấn, một tay vuốt râu, khẽ lắc đầu, ánh mắt nheo lại. Một lúc sau, mọi người nghe ông ta lẩm bẩm một tiếng, đúng là thiên âm tổn mạch. Lê Vô Hoa âm thầm khinh thường, Tiêu Thiên Trấn bị quái bệnh thiên âm tổn mạch cũng chẳng phải bí mật gì. Những người bên cạnh đều đứng nhìn, ánh mắt của Hải Như Nguyệt tràn đầy chờ mong, lúc này, mặc kệ là thầy thuốc nào đến, bà cũng đều như vậy từ đầu đến cuối đều ôm hy vọng, chờ đợi kỳ tích xuất hiện. Mà vị minh tiên sinh này dường như không giống với những người khác, bắt mạch rất lâu, lại còn giống như ngủ thiếp đi, nhắm mắt ngồi không nhúc nhích. Ngay cả tiêu thiên chấn vẫn đang rừng dương nằm trên giường cũng không nhịn được có chút hiếu kỳ, chậm rãi quay sang nhìn vị thầy thuốc đang bắt mạch cho mình. Còn đám người bên cạnh vẫn đứng chờ, mất cả nửa canh giờ, minh tiên sinh mới mở hai mắt, ngón tay rời khỏi mạch tượng của tiêu thiên chấn, sau đó đứng dậy. Hải Như Nguyệt vội hỏi, Minh Tiên Sinh, như thế nào rồi? Minh Tiên Sinh cũng không để ý lời bà hỏi, quay sang nói với Tiêu Thiên Trấn, người há miệng ra. Chu Thuận vội nói với Tiêu Thiên Trấn, thiếu ra, mau há miệng ra. Tiêu Thiên Trấn chậm rãi há miệng ra, miệng há nhỏ như vậy chờ bú sữa sao? Mở lớn lên, Minh Tiên Sinh khiển trách một câu, chương 349, thuốc đắng giã tật 2. Tiêu Thiên Trấn liếc mắt một cái, nghe lời há to miệng, ai ngờ đối phương nhanh chóng ra tay, hai ngón tay nắm thẳng đầu lưỡi y kéo đầu lưỡi ra bên ngoài lật qua lật lại xem xét tiêu thiên trấn mở to mắt nhìn ông ta minh tiên sinh buông lỏng đầu lưỡi của tiêu thiên trấn rồi lại nhìn hai má của y chợt bước đến cuối giường chỉ vào hai chân tiêu thiên trấn nói người đâu mau cởi vớ của cậu ta ra chu thuận tất nhiên mau chóng làm theo vội vàng lột vớ của tiêu thiên trấn ra minh tiên sinh đưa tay cầm lấy bàn chân của tiêu thiên trấn xem xét kỹ càng bàn chân của tiêu thiên trấn hoàn toàn khác với người bình thường gân xanh nổi lên rất rõ nói thật ngay cả hải như nguyệt cũng đã rất nhiều năm không nhìn kỹ bàn chân của con trai bà bình thường rửa chân cho con trai cũng không cần bà động tay lúc này bà đến gần xem xét mới phát hiện bàn chân của con trai dường như khác với người bình thường mọi người không khỏi chú ý đến phản ứng của minh tiên sinh bao gồm cả lê vô hoa ai nấy đều phát hiện vị thầy thuốc này xem bệnh không giống người khác chính bởi vì không giống cảm giác hy vọng trong lòng hải như nguyệt lại càng tăng lên không ít xem xong bàn chân minh tiên sinh lại nhìn từng đầu ngón chân của tiêu thiên trấn không ngừng gật đầu dường như đã nhìn ra được cái gì đó bỏ bàn chân tiêu thiên trấn ra ông ta lại tiếp tục nắm lấy hai bàn tay của tiêu thiên trấn quan sát vạch từng đầu ngón tay để xem cho kỹ sau khi chính thức kiểm tra xong toàn diện ông ta vừa vuốt râu vừa nhìn tiêu thiên trấn gật đầu có vẻ như đã tìm hiểu rõ ràng minh tiên sinh như thế nào hải như nguyệt lại hỏi Minh Thiên Sinh xoay người nói, "Ta sẽ không chữa bệnh không công cho người này, trước bàn giá cho tốt rồi mới nói đến chuyện chữa bệnh." Hải Như Nguyệt và Lê Vô Hoa không khỏi nhìn nhau, giọng điệu này đúng là của quỷ y trong truyền thuyết. Quỷ y trong truyền thuyết, khi trị bệnh cho người, nếu đồng ý chữa sẽ ra giá với người bệnh trước. Được giá, ông ta mới trị, không được giá, ông ta không trị. Đối tượng trị liệu còn phải xem có thuận mắt hay không. Không thuận mắt thì cũng không trị, ai bức cũng vô dụng. Tục truyền có một vị nào đó trong cửu đại trí tôn đã từng bức quỷ y chữa bệnh nhưng cũng không thành công. Thuận mắt, mặc kệ nghi nan tạp chứng nào, phải tốn công ra sao, chỉ cần trả một đồng ông ta cũng đồng ý ra tay chữa trị. Còn về phần ra giá bao nhiêu cũng tùy tâm trạng, có lúc một đồng ông ta cũng ra tay chữa trị, cũng có khi yêu cầu cái giá trên trời cũng có. Nếu trả bằng tiền thì còn dễ xử lý, nghe nói quỷ y cũng thường lấy nhân mạng làm giá, một mạng đổi một mạng. Cũng bởi vì điều này, rất ít người dám chọc quỷ y đắc tội với ông ta không chừng một ngày đẹp trời cái mạng nhỏ của mình trở thành cái giá giao dịch của quỷ y đột nhiên xuất hiện một cao thủ nào đó đuổi theo giết mình hải như nguyệt thăm dò không biết tiên sinh muốn ra giá bao nhiêu minh tiên sinh đưa một ngón tay việc ta chữa bệnh không được phép nói cho bất cứ kẻ nào biết nếu không ta có thể trị hết nhưng cũng thu lại cái giá gấp bội đấy hải như nguyệt vội vàng gật đầu mấy năm qua bà lúc nào cũng nghe ngóng về quỷ y tất nhiên bà cũng biết quy củ này của ông ta không nghĩ đến đệ tử của ông ta cũng có quy củ đó. Chính bởi vì có quy củ này, cho nên không ai có thể đoán ra được quỷ y ở đâu, đoán chừng đây cũng là phương pháp bảo vệ bản thân mình của ông ta. Từng có người được chữa khỏi đã không giữ được miệng, đem việc được quỷ y cứu chữa ra khoe khoang, kết quả bị diệt cả nhà. Cầu tiên sinh cứu chữa, tất cả sẽ theo quy củ của tiên sinh. Hải Như Nguyệt đồng ý, tay phải Minh tiên sinh lại duỗi ra một ngón, 10 vạn kim tệ. Đồng ý thì chị, không đồng ý thì coi như xong bà cho ta một câu trả lời chắc chắn. Hải Như Nguyệt nhẹ nhàng thở ra, đòi tiền thì tốt rồi bởi vì bà đã từng nghe qua chuyện quỷ y cứu con trai mà lại muốn cái mạng của mẹ già. Thấy phản ứng của Hải Như Nguyệt, Lê Vô Hoa nói, 10 vạn kim tệ cũng không phải là con số nhỏ. Nếu người chị không hết thì làm sao bây giờ? Minh Tiên Sinh nói, thiên hạ không có bệnh nào là chị không hết. Chỉ cần có tiền, chị không hết, ta sẽ ở lại đây chị cho hết. Mấy lời nói nhảm thì không cần nói, chỉ cần nói được hay không không được thì ta đi cũng không cần lãng phí thời gian của ta ở đây được hải như nguyệt lên tiếng đồng ý sau đó quay sang nói với chu thuận đi lấy tiền đến đây rõ chu thuận vội vàng rời đi khi ông ta quay trở lại trên tay cầm người tờ ngân phiếu trị giá một vạn kim tệ hai tay đưa đến trước mặt minh tiên sinh lê vô hoa đột nhiên nhướng mày phát hiện sau khi vị minh tiên sinh này nhìn thấy kim phiếu biểu hiện trở nên rất hưng phấn đệ tử quỷ y còn thiếu tiền tiêu sao trong lòng ông ta đột nhiên dâng lên cảnh giác cao độ sau khi cắt kim phiếu vào trong áo minh tiên sinh cũng không dài dòng mở cái hòm mà ông ta mang theo bên trong là một đống chai chai lọ lọ ông ta cầm mấy cái chai lên mở nắp bình sau đó đặt sang một bên ghế khi ông ta lấy cái bình bạc cuối cùng ra nắp bình vừa mở rất nhanh một mùi hương thơm tràn ngập cả căn phòng mọi người không khỏi hít một hơi ông ta lấy mấy cái bình kia đổ một chút bột vào trong cái bình bạc rồi dùng một cây ngân châm thật dài cắm vào trong bình nhanh chóng khuấy đều khi mùi thơm càng lúc càng đập minh tiên sinh ngồi bên cạnh giường nói với tiêu thiên trấn há miệng ra tiêu thiên trấn có chút hiếu kỳ nhìn quái nhân trước mặt sau đó há miệng ra trong lúc minh tiên sinh định đem thứ trong bình bạc đổ vào miệng tiêu thiên trấn lê vô hoa đột nhiên lên tiếng khoan đã mọi người quay đầu lại lê vô hoa trầm giọng nói ta làm sao biết được thuốc của ngươi là độc dược hay là thuốc chữa bệnh đây là một vấn đề khiến người ta phải khó xử. Ánh mắt của tiêu thiên chấn giấy lên hy vọng, người đến xem bệnh cho y thì nhiều, nhưng ít có người có thể kê được thuốc. Nó nằm ở đây, Minh Tiên sinh thản nhiên nói một câu, sau đó chậm rãi đổ thứ dung dịch như cháo trong cái bình bạc ra, xanh xanh đỏ đỏ, mơ hồ có hồng quang ẩn hiện. Lê Vô Hoa trở nên ngơ ngác, thuốc này có hồng quang ẩn hiện, nhìn ra không phải là thuốc bình thường. Thuốc được đổ vào trong miệng của tiêu thiên chấn, tiêu thiên chấn nhân mày, Hương vị hỗn tạp cái gì vậy? Vừa thơm, vừa ngọt, vừa chua lại vừa đắng. Khẩu vị khiến người ta không chịu được. Y đang định ngậm miệng, Minh Tiên Sinh đã chút hết đống bột nhão trong bình bạc vào miệng Y. Thuốc đắng dã tật, khó uống là chuyện bình thường, nuốt xuống đi. Bình bạc được lấy ra khỏi miệng Tiêu Thiên Chấn, Minh Tiên Sinh nói một câu. Tiêu Thiên Chấn cao mày, biểu hiện khó chịu, cố gắng nuốt xuống, sau đó kêu lên, nước. Chu Thuận vội hỏi, Minh Tiên Sinh, có thể uống nước được không? Minh Tiên Sinh gật đầu, sau đó đứng dậy, bắt đầu thu dọn đồ đạc, bỏ hết tất cả chai lọ vào trong hòm. Thấy ông ta đã làm xong, Hải Như Nguyệt vội hỏi, Minh Tiên Sinh, như vậy là xong sao? Minh Tiên Sinh nhìn Tiêu Thiên Trấn đang cau mày ngồi uống nước trên giường, nói, ngày mai và ngày mốt còn phải uống thêm hai lần thuốc. Ta mệt rồi, chuẩn bị cho ta một gian phòng để nghỉ ngơi. Được, thấy ông ta tạm thời không đi, cũng hợp ý Hải Như Nguyệt, bà liền phất tay, ra hiệu Chu Thuận đi sắp xếp. Nhìn theo Chu Thuận dẫn người đi, Lê Vô Hoa vẫy tay gọi đệ tử, dặn dò: "Mau giám sát, không được để người chạy thoát." "Rõ, gã đệ tử nhanh chóng rời đi." Hải Như Nguyệt đến bên cạnh Lê Vô Hoa, nhẹ giọng hỏi: "Trưởng lão cảm thấy như thế nào?" Lê Vô Hoa không khỏi trầm ngâm, khó mà nói được, nhưng người này phối thuốc đúng là không tầm thường. Trong một trạch viện yên tĩnh, Chu Thuận dẫn người đến phòng dành cho khách, sau đó dặn dò nếu có chuyện gì thì cứ phân phó lại. Chương 350: Đơn thuốc điều dưỡng minh tiên sinh phủi phủi tay ra hiệu không nên quấy dày đợi chu thuận đi xong ông ta liền đóng cửa phòng lại dựa lưng vào cửa tay vỗ lên ngực làm ta sợ gần chết làm ta sợ gần chết cũng đừng hại ta mà sau đó ông ta móc đống kim phiếu trong áo ra sau khi kiểm tra qua một lần trong bụng ông ta như nở hoa dáng vẻ đạo mạo thanh cao đã không còn phu nhân thiếu gia có chút không ổn hải như nguyệt và lê vô hoa đang đi dạo trong vườn hoa chợt có người hầu đến cấp báo hai người giật mình vội vàng chạy đến chỗ tiêu thiên chấn. Vừa bước vào phòng, đã thấy đám người chu thuận đang vây quanh giường, tay chân luống cuống. Hai người gạt đám người hầu sang một bên, chỉ thấy tiêu thiên chấn không ngừng đạp hai chân, hai tay cũng không ngừng giật quần áo trước ngực, liên tiếp xên gì, nóng, nóng quá. Thấy hải như nguyệt, y khó chịu kêu lên, nương, con nóng quá. Lê vô hoa vội vàng cầm tay của y kiểm tra, một lát sau liền chậm rãi buông ra. Hải như nguyệt vội hỏi, thế nào? lê vô hoa lắc đầu bên trong cơ thể không có triệu chứng trúng độc là do dược hiệu phát huy hải như nguyệt có chút yên tâm nhưng nó như vậy lê vô hoa chỉ vào chậu than trong phòng mấy thứ này đừng dùng nữa mau cất hết đi mở cửa sổ ra để thông khí bây giờ tiểu thứ sử cũng không cần mặc mấy bộ quần áo dày nữa nóng quá cơ thể của cậu ấy sẽ không chịu nổi dựa theo phân phó của ông bọn người hầu nhanh chóng làm theo cất chậu than mở cửa sổ cởi bớt quần áo trên người tiêu thiên chấn nhưng khi cởi chỉ còn một chiếc áo mỏng, Tiêu Thiên Trấn vẫn còn kêu nóng. Nó không sao chứ? Hải Như Nguyệt không khỏi lo lắng, Lê Vô Hoa bắt mạch cho Tiêu Thiên Trấn, chăm chú quan sát một hồi, phát hiện những lỗ chân lông đã đóng rất lâu trên người Tiêu Thiên Trấn đang mở ra, tỏa ra nhiệt khí. Lê Vô Hoa bỏ tay ra, nói, không có chuyện gì đâu. Bây giờ là lúc dược hiệu đang bộc phát rất mạnh trong bụng của nó. Nhìn tình huống, chỉ cần cậu ấy chịu được qua đêm nay, hẳn mọi việc sẽ ổn hơn. Hải Như Nguyệt vẫn không yên lòng, lại cho người đi mời vị Minh tiên sinh kia đến. Sau khi Minh tiên sinh kiểm tra cho Tiêu Thiên Trấn xong, giải thích cũng không khác gì Lê Vô Hoa, dặn người hầu cứ cách một khoảng thời gian lại cho Tiêu Thiên Trấn uống nước, còn lại thì cũng không có vấn đề gì. Hai người đều nói không có việc gì, khiến Hải Như Nguyệt yên tâm không ít. Sau khi Minh tiên sinh rời đi, Hải Như Nguyệt lại hỏi Lê Vô Hoa, thuốc của ông ta có tác dụng thật sự hay không? Lê Vô Hoa không dám xác nhận, bây giờ còn chưa nói chính xác được. Còn phải xem tình hình rồi nói sau. Người còn có công vụ cần xử lý, cũng không nên quá chú tâm vào việc này. Người cần làm việc gì thì đi làm đi, để ta phái đệ tử trong môn ở lại chú ý tình huống của cậu ấy. Nửa đêm, Lê Vô Hoa lại đến. Sau khi kiểm tra cho Tiêu Thiên Trấn xong, Lê Vô Hoa kinh ngạc phát hiện, luồng khí lạnh trong kinh mạch của Tiêu Thiên Trấn dường như đã biến mất, mơ hồ còn có dấu hiệu sinh cơ. Vị Minh Tiên Sinh kia có đến kiểm tra qua chưa? Buông mạch Tiêu Thiên Trấn ra, Lê Vô Hoa hỏi một tiếng đệ tử vẫn luôn canh giữ bên cạnh đáp thưa vẫn không thấy lê vô hoa nói thầm trong lòng lòng tin của ông ta đúng là đủ lớn kê thuốc xong thì mặc kệ ông ta có lòng tin với thuốc của mình hay là với y thuật của mình như ông ta đã dự đoán sáng hôm sau nhiệt độ trên người tiêu thiên trấn đã khôi phục lại bình thường tiêu thiên trấn đã rất yếu rốt cuộc đã ngủ mê giữa buổi sáng minh thiên sinh có đến một chuyến sau khi kiểm tra cho tiêu thiên trấn xong hải như nguyệt ở một bên hỏi minh tiên sinh thế nào rồi minh tiên sinh nói sức khỏe của y đang rất yếu cứ để y ngủ khi nào y tỉnh lại thì gọi ta ta lại cho y uống thuốc thêm lần nữa được hải như nguyệt liên tục gật đầu đợi minh tiên sinh đi xong lê vô hoa lại tiến lên kiểm tra cho tiêu thiên trấn lần nữa sau khi kiểm tra xong ông im lặng bước ra khỏi cửa hải như nguyệt đi theo ra ngoài trưởng lão như thế nào rồi lê vô hoa đứng chắp tay dưới mái hiên nhìn lên trời trầm ngâm một chút rồi nói y thuật người này quả nhiên bất phàm tất cả danh y khắp thiên hạ đều thúc thủ trước căn bệnh này nhưng ông ta lại chữa dễ như trở bàn tay chẳng khác nào diệu thủ hồi xuân cũng có khi ông ta là đệ tử quỷ y thật thật sao hai mắt hải như nguyệt sáng lên lê vô hoa khẽ gật đầu từ lúc nửa đêm tiêu thiên trấn ngủ một giấc đến chiều hôm sau mới tỉnh mọi người lập tức mời minh tiên sinh đến ông ta mở cái hòm lấy ra mấy cái chai lọ sau đó pha một bát chất lỏng đen xì tiêu thiên trấn vừa nghe mùi lạ liền không muốn uống sau khi nếm thử một miếng y buồn nôn vội vã quay mặt sang chỗ khác hải như nguyệt khiển trách thuốc đắng giã tật thuốc có khó uống đến cỡ nào con cũng phải uống uống đi đối với bà mà nói hy vọng đang ở trước mắt cho dù vị minh tiên sinh bảo con trai bà ăn cứt bà cũng không chút do so dự mà làm theo tiêu thiên trấn cũng không biết y đã bằng cách nào uống hết chén thuốc mấy lần muốn ói nhưng đều được tu sĩ bên cạnh thi pháp áp chế xuống Trạng vạng tối hôm sau, Minh Tiên Sinh lại điều chế một bát chất lỏng màu huyết hồng. Lần này màu sắc nhìn không thuận mắt nhưng lại dễ uống vì nó ngọt. Tiêu Thiên Trần uống một hơi cạn sạch, sau khi tận mắt nhìn thấy y uống xong, Minh Tiên Sinh thu dọn cái hòm, sau đó đeo lên lưng, nói với Hải Như Nguyệt cũng đã đến lúc ta phải đi rồi. Cái này, Hải Như Nguyệt chỉ con trai của mình, có vẻ như muốn hỏi, vậy là tốt rồi sao? Minh Tiên Sinh nói, bệnh căn đã trừ, sẽ không còn gì đáng ngại. Nhưng mấy năm qua xương cốt của y phát triển không bình thường, mặc dù bệnh căn không còn, nhưng cơ thể vẫn còn rất suy yếu, nửa năm tới chú ý điều dưỡng. Ta thấy bên cạnh bà có không ít tu sĩ, ta nghĩ ta không cần phải nói thêm cái gì, bọn họ tất nhiên biết nên xử lý như thế nào. Hải Như Nguyệt nói, trời cũng đã tối rồi, tiên sinh cần chi vội vã đi như vậy? Có gì ngài nghỉ lại thêm một đêm, ngày mai hãy nói. Dù sao 10 vạn kim tệ cũng không phải con số nhỏ bà vẫn muốn giữ đối phương ở lại quan sát bệnh tình con trai nhiều hơn một chút minh thiên sinh lắc đầu ta đã ở đây khá lâu rồi ta còn có việc ông ta nói xong liền nghinh ngang rời đi không coi ai ra gì từ trên xuống dưới bao gồm lê vô hoa quả thật không ai dám ép ông ta ở lại nguyên nhân rất đơn giản nếu ông ta thật sự là đệ tử của quỷ y đừng nói lê vô hoa ông không thể chạm vào ngay cả vạn động thiên phủ cũng chiêu chọc không nổi nào có chuyện trùng hợp gặp được đệ tử quỷ y như vậy ngay từ đầu, Lê Vô Hoa đã không tin, bây giờ ông ta không thể không tin. Chính mắt ông ta đã nhìn thấy hiệu quả trị liệu của thiên âm tổn mạch, đây không phải nói giả mạo là làm được. Bây giờ vị minh tiên sinh này xuất hiện, ngay cả Lê Vô Hoa ông cũng không khỏi cung kính vài phần. Cũng không còn cách nào, hải như Nguyệt muốn đích thân tiến ông ta ra khỏi thành, nhưng vị minh tiên sinh muốn khiêm tốn, không muốn để người khác chú ý liền từ chối. Hải như Nguyệt đành phải để cho quản gia Chu Thuận đưa tiến. Thấy ông ta đã rời đi, hải như nguyệt lo lắng hỏi lê vô hoa ông ta chắc không lừa dối chứ lê vô hoa lắc đầu không biết nữa bệnh căn thiên âm tổn mạch nhìn thì giống như trừ tận gốc hai ba ngày rồi cũng không tái phát đây là điều mà không phải người nào cũng có thể làm được cho đến bây giờ chúng ta cũng chưa nhìn thấy một ai có thể ngăn chặn căn bệnh cho tiểu thứ sử được nửa canh giờ huống chi là hai ba ngày trời kinh mạch của tiểu thứ sử cũng đã khôi phục lại sức sống điều này không giả mà có thể làm được nó cho dù là giả cũng phải là người có y thuật bất phàm. chương 351, Đen ăn đen 1 Hải như Nguyệt nói, căn bệnh di truyền hai đời của cha con họ đã được chữa khỏi rồi sao? Ta làm sao cũng không thể tin được, trước khi trị liệu thì ôm hy vọng, bây giờ đã được chữa khỏi, bà ngược lại có cảm giác nằm mơ, không khỏi cảm thấy có phải quá dễ dàng rồi không? Lê Vô Hoa hiểu tâm trạng của bà, chữa căn bệnh này, nói khó không khó, nói không khó cũng khó, còn phải xem có dùng đúng phương pháp hay không. Có thể trùng hợp gặp được người này, chỉ có thể nói mệnh con của người còn chưa đến tuyệt lộ. Hải Như Nguyệt nói, chúng ta có nên phái một số người đi theo, nói không chừng còn có thể tìm được quỷ y trong truyền thuyết. Lê Vô Hoa nhìn bà, hiểu được bà đang nghĩ gì, nhưng vẫn có chút không yên lòng, quỷ y là ai chứ? Người cũng đã chú ý nhiều năm như vậy, hẳn cũng phải hiểu rõ chút ít chứ. Phái người theo dõi đệ tử quỷ y, người cảm thấy không có pháp chỉ sư môn, ta dám làm như thế không? Ngoài thành, chủ thuận thấy Minh Tiên Sinh sắp sửa ra khỏi thành, Muốn tiến thêm vài dặm đường nữa, Minh Tiên Sinh không chịu. Chu Thuận đành phải thôi, chắp tay nói, "Tiên sinh đi đường cẩn thận." Minh Tiên Sinh cầm một phong thư trong ngực, đưa cho quản gia, "Vừa rồi ta quên đưa cho trưởng công chúa. Đây là đơn thuốc điều dưỡng, bảo trưởng công chúa căn dặn bệnh nhân làm theo. Bút tích của ta không thể để lộ, chỉ cho phép một mình trưởng công chúa xem. Sau khi xem xong, bà ấy nhất định phải đốt, tránh bút tích của ta bị tiết lộ ra ngoài." "Được, nhất định sẽ theo lời tiên sinh phân phó." Chu Thuận tiếp nhận phong thư, cung kính nói, ông có thể nói là cung kính thật sự, nhìn thấy gương mặt của thiếu gia có huyết sắc, tiêu gia trọng trấn có hy vọng rồi. Minh tiên sinh quất roi ngựa, lưng đeo cái hòm, dần dần đi xa dưới ánh tà dương, có chút tiêu giao thoải mái. Đúng là kỳ nhân, Chu Thuận lắc đầu cảm thán một câu, cho đến khi không còn nhìn thấy người nữa, ông mới quay về nội thành. Trong phủ thứ sử, Hải Như Nguyệt đang cho con trai ăn cơm. Trong phòng cuối cùng đã không cần chậu than, không cần đóng cửa sổ nữa. Con trai dường như cũng ăn cơm nhiều hơn, gương mặt hồng nhuận khiến Hải như nguyệt cười như hoa. Chu Thuận bước vào, dâng phong thư, nói, phu nhân, đây là đơn thuốc minh tiên sinh đưa cho phu nhân, dùng cho thiếu gia điều dưỡng. Ông nói, nghe Chu Thuận nói, Hải như nguyệt gật đầu, cũng xem như ông ta còn có mấy phần y đức. Sau khi xé mở phong thư, rút trang giấy bên trong, bà chỉ thấy bên trên trang giấy chỉ viết mấy dòng chữ, thuốc chính là quả xích dương chu, trộm ở Đại Tuyết Sơn bà không được lộ ra phải cố che giấu không xem thì thôi sau khi xem xong hải như nguyệt biến sắc có thể nói là dọa tâm can phát run cả người như nằm mộng sau khi lấy lại tinh thần dường như sợ người khác nhìn thấy bà cất phong thư vào trong ngực đứng dậy hỏi thư này thật sự là minh tiên sinh đưa cho ngươi chu thuận ngạc nhiên đúng vậy tất cả mọi người ngoài thành đều nhìn thấy là minh tiên sinh tự tay giao cho ta lửa hải như nguyệt quả quyết nói một câu chu thuận nghe không hiểu là có ý gì phu nhân nói cái gì ta nói lửa đem lửa đến đây cho ta hải như nguyệt sốt ruột nói một câu chu thuận thấy bà bối rối vội vàng ra ngoài mang lửa đến sau khi đốt lửa lên chỉ thấy hải như nguyệt cuộn phong thư thành ống sau đó đốt trên ngọn lửa phong thư xoắn lại đốt sạch vị trí có chữ viết khi lửa chạm đến tay bà mới thả phong thư xuống đất cho nó tiếp tục đốt biểu hiện của hải như nguyệt ngẩn ra chu thuận hỏi một câu phu nhân ở trên viết cái gì vậy? Ông ta cảm thấy nội dung trong thư có thể biến phu nhân thành dạng như vậy, khẳng định là không tầm thường, chắc chắn không phải đơn thuốc điều dưỡng. Hải Như Nguyệt cười khổ, đúng là đơn thuốc điều dưỡng, là đơn thuốc bảo mệnh cho mẹ con ta. Mẹ con? Chu Thuận không hiểu, không biết trong thư rốt cuộc viết cái gì. Đúng lúc này, Lê Vô Hòa tới, nhanh chân tiến vào trong nội đường, vừa thấy mặt liền hỏi, nghe nói Minh Tiên Sinh có để lại một đơn thuốc điều dưỡng, hãy cho ta xem để ta mở mang kiến thức một chút. Hải Như Nguyệt miễn cưỡng cười, chỉ đống cho trên mặt đất, trưởng lão đến chậm một bước rồi, ta vừa mới đốt xong. Lê Vô Hoa nghe xong, rõ ràng có chút không vui. Hải Như Nguyệt vội an ủi, Minh Tiên Sinh đã dặn không được để chữ viết của ông ấy lộ ra ngoài, xem xong là phải đốt ngay, là ta nhất thời sơ sẩy tưởng thật. Lê Vô Hoa hỏi, ông ta viết thứ gì? Hải Như Nguyệt đáp, cũng không viết cái gì, ngược lại cảnh cáo ta. Cảnh cáo, Lê Vô Hoa cao mày, có ý gì? Hải Như Nguyệt thở dài, vẫn giống như trước đây, bảo ta không được đem chuyện ông ấy chữa bệnh tiết lộ ra ngoài. Lê Vô Hoa nhìn bà, nửa tin nửa ngờ, nhưng thư thì đã bị đốt, cho dù người ta không nói thật, ông cũng không làm gì được, đành phất tay rời đi. Nhìn Lê Vô Hoa rời đi, hải như nguyệt âm thầm nghiến răng. Không phải bà không nói, mà là bà không dám nói. Nếu để cho vạn động thiên phủ biết, chỉ sợ bọn họ sẽ giết chết con trai bà ngay, đoán chừng ngay cả bà cũng khó mà thoát khỏi. Nguyên nhân rất đơn giản, sẽ không để lại chứng cứ dùng quả xích dương chu để chữa trị. Cảnh tượng đại tổng quản băng tuyết các hàn băng đích thân đến như thế nào, bà vẫn còn nhớ rõ mồn một trước mắt. Chuyện có thể kinh động đến hàn băng, mức độ nghiêm trọng là có thể nghĩ. Vạn động thiên phủ nào dám mạo hiểm, tất sẽ ra tay hạ sát hai mẹ con bọn họ. Chỉ khi nào con trai bà chết đi, mới không tồn tại cái gọi là dùng quả xích dương chu để chữa bệnh, mà đã giết con trai của bà rồi, sao có thể để bà sống chứ, sẽ bí mật mai táng bà cùng một chỗ, nhìn con trai đang ăn uống ngon lành, Hải Như Nguyệt không còn cười nổi nữa. Bà quay lại chỗ ngồi, đống cho tàn theo tà váy lay động mà bay đi. Bà đang nghĩ rốt cuộc là ai đã làm, đã muốn trị bệnh cho con trai của bà, nhưng lại không chịu bại lộ thân phận. Mục tiêu đầu tiên mà bà nghĩ đến chính là Nghiêu Hữu Đạo. Lời đồn kinh động đến Hàn Băng cũng chỉ có Nghiêu Hữu Đạo mà thôi, mà Nghiêu Hữu Đạo đích thật đã đến Đại Tuyết Sơn. Nếu là Nghiêu Hữu Đạo, bà quả thật không thể tưởng tượng được hắn có thể lấy được quả xích dương chu băng tuyết các là chỗ nào chứ? Tại sao hắn lại trộm được quả xích dương chu? Điều này không quá tin cậy rồi, nhưng nghi ngờ thì nghi ngờ, bà lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Bây giờ bà rất muốn phái người đuổi theo Minh Tiên Sinh, muốn tìm hiểu xem người đứng đằng sau là ai, nhưng bà lại không dám. Đuổi theo Minh Tiên Sinh đồng nghĩa với việc trị liệu bị bại lộ, nguy hiểm và phiền phức cũng sẽ đến. Bà thật sự tiến thoái lưỡng nan trong chuyện này. Ngoài thành, Minh Tiên Sinh vọt vào khu rừng cách nội thành hơn 10 dặm. Ông ta leo xuống ngựa, cởi cái hòm đằng sau lưng, tiện tay ném xuống đất rồi quan sát chung quanh. Chờ một lát, một bóng người từ sâu trong rừng chạy ra, không phải ai khác, chính là đoạn hổ. Gã hớn hở chào một tiếng, vạn huynh, minh tiên sinh nhảy xuống, lắc đầu nói, việc này thật nguy hiểm. Ta sợ không qua được, đoạn hổ cười nói, vạn huynh là lão làng trong việc lừa gạt, còn sợ cái này sao? Minh tiên sinh hừ một tiếng, người khen ta hay là mắng ta đấy. Hai việc này giống nhau sao, đó là phủ thứ sử Kim Châu, trong phủ còn có không ít cao thủ của vạn động thiên phủ, mấy người bình thường trước có thể so với bọn họ được sao? Người có quan sát đằng sau không có ai theo chứ? Đoạn hổ nói, đã quan sát, không có ai theo dõi. Người yên tâm đi, chỉ cần bọn họ xem ngươi là đệ tử quỷ y, thuốc phát huy được công dụng thì đã có thể chấn nhiếp được bọn họ. Bọn họ không dám làm loạn đâu. Minh tiên sinh lấy hai tờ kim phiếu trị giá một vạn, đưa cho đoạn hổ, ta đã lấy được hai vạn, Trước đó chúng ta đã nói xong việc mỗi người một nửa, ta đã đủ thành ý chưa? Đoạn Hồ kiểm tra một chút, sau đó cất vào trong ngực, cười nói, "Phát tài rồi." Chương 352, đen ăn đen hai. Minh Tiên Sinh cười thầm trong lòng, "Gã đúng là không nhìn đó là chỗ nào sao, là phủ thứ sử Kim Châu đấy." Chỉ bỏ có hai vạn, không khỏi keo kiệt quá rồi. Hai người trước đó đã giao ước lừa hai vạn, sau khi xong việc sẽ chia đôi. Bây giờ ông ta giữ lại 8 vạn chỉ đưa một vạn cho đoạn hổ. Nhưng ông ta cũng có lý do của mình, mạo hiểm cũng là ông ta gánh, ông ta tất nhiên phải kiếm thêm một chút. Được, như ngươi đã nói, quả xích dương chu giả đó chỉ có thể áp chế được 7-8 ngày. Thời gian trôi qua nhanh lắm, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây. Minh tiên sinh khoát tay, chuẩn bị nhảy lên ngựa rời đi. Đoạn hổ giữ ông ta lại, chỉ cần đưa thư cho Hải Như Nguyệt, đem quả xích dương chu ra hù bà ta, bà ta không dám làm loạn đâu. Quan trọng là, Người không để bại lộ chứ. Nếu bại lộ, chúng ta đừng làm quan nữa, chuẩn bị chạy đến hoang sơn giã lính để trốn đi. Minh Tiên Sinh nói, người yên tâm đi, nếu làm theo kế hoạch của chúng ta, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ hở. Ta có thể nắm chắc điều này. Đi nhanh thôi, tìm đối tượng kế tiếp. Người có nhắm được đối tượng kế tiếp là ai không? Đoạn hổ cười nói, nếu không phải người còn nhớ đến đối tượng kế tiếp, vạn huynh người còn đến tìm ta sao? Chỉ sợ ngươi đã sớm một mình ôm hết tiền chạy mất rồi. Này, ta là loại người như vậy sao? Minh tiên sinh làm bộ tức giận, chợt ngẩn người, hoài nghi hỏi ý của ngươi là không có đối tượng tiếp theo. Đoạn hổ gật đầu có, còn cách đây không xa, đã có sẵn tài lộ. Ánh mắt Minh tiên sinh sáng lên, là ai vậy? Ngươi nói ta nghe một chút đi, trên đường đi chúng ta cũng có thể mưu tính trước. Đoạn hổ gần từng tiếng, xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Minh tiên sinh nhìn chầm chầm đoạn hổ, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, ý thức được đối phương muốn đen ăn đen, vội lắc mình một cái nhanh chóng bay đi trong lúc ông ta không kịp đề phòng một bóng người xuất hiện phía trước một đạo kiếm khí bổ tới chính là lôi tông khang minh tiên sinh kinh hãi lúc này mới hiểu ra đoạn hổ không hành động một mình mà đã sớm thiết lập một cái bẫy chờ ông ta ông ta thật sự hối hận hận vì mình tham tài sau khi đắc thủ ở thành kim châu ông ta phải lập tức rời đi mới đúng nhưng nói đi thì cũng phải nói lại nếu không tham tài ông ta tội gì phải đến phủ thứ sử Kim Châu gánh nguy hiểm lớn như vậy. Đây chính là một cái bẫy đã được thiết kế tỉ mỉ từ trước. Đoạn hổ rút kiếm chém tới, bên cạnh lại có một bóng người nhảy ra tham chiến, chính là Ngô Tam Lưỡng. Nhìn thấy nguy hiểm khó mà chống đỡ được, Minh Tiên Sinh lớn tiếng nói, các vị, không phải các người chỉ cần tiền thôi sao? Bao nhiêu tiền trên người ta cho các ngươi hết, các ngươi dơ cao đánh khẽ, cho ta một con đường sống. Đoạn hổ cười lạnh, chúng ta chẳng có hứng thú đối với tiền, chúng ta chỉ cảm thấy hứng thú với cái mạng nhỏ của ngươi mà thôi. Sau khi theo nghiêu hữu đạo, khẩu khí nói chuyện của đám người này cũng thay đổi. Trước kia, nếu đen ăn đen, nhất định bọn họ sẽ nói tiền cũng muốn mà mạng cũng muốn, làm gì có cái chuyện không có hứng thú với tiền. Ba người vây quanh Minh Tiên Sinh ác chiến một trận, cây cối rầm rầm ngã xuống, theo đó còn có Minh Tiên Sinh. Họ đoàn kia, lão tử có làm quỷ cũng không tha cho ngươi, ta. Ngã trên mặt đất, Minh Tiên Sinh gào lên, nhưng lời còn chưa dứt, ông ta đã bị một kiếm của lôi tông khang đâm xuyên qua tim, cất lên một tiếng nghẹn ngảo dưới họng kiếm. Lôi tông khang dùng chân đá văng thanh kiếm của Minh Tiên Sinh, sau đó rút thanh bảo kiếm đẫm máu của mình ra, quay đầu lại hỏi ngô tam lưỡng, lão ngô, người không sao chứ? Trước ngực ngô tam lưỡng là một vết máu thật dài, thiếu chút nữa là bị chém, lắc đầu nói, không sao đâu, chỉ cần chạch một chút là hỏng ngay. Gã cắm kiếm trên mặt đất, chậm rãi cởi quần áo ra. Lôi tông khang tra trường kiếm vào bao, giúp gã xử lý vết thương. Đoạn hổ ngồi xuống bên cạnh thi thể Minh Tiên Sinh, tiến hành lục soát, rất nhanh tìm được một sấp kim phiếu mệnh giá lớn, các người nhìn xem, sấp kim phiếu này chắc chắn là của ông ta. Con số này chưa phải là số cuối, Ừm, 8 tờ, đoán chừng ông ta đã đòi 10 vạn. Ông ta nhanh chóng đưa cho ta một vạn, ta liền biết tên này không rộng rãi như vậy, nhất định là có giữ làm của riêng. Đúng là không ngoài sở liệu, sau đó, mọi người đào một cái hố, chôn thi thể Minh Tiên Sinh xuống, tránh để bại lộ quá sớm ngô tam lưỡng đã xử lý xong vết thương thay bộ quần áo khác ba người nhanh chóng biến mất trong rừng sâu một buổi sáng của mấy ngày sau ba người đã đứng bên ngoài một sơn cốc ở quận thanh sơn bên trong một gian nhà tranh như hữu đạo mở cửa bước ra nhìn thấy ba người liền mỉm cười các người trở về rồi sao đại gia ba người cùng nhau chắp tay chào hỏi như hữu đạo cười hỏi mọi việc làm như thế nào rồi chúng ta đã theo phân phó của đạo gia mà làm cũng không xảy ra sự cố, rất thuận lợi. Đoạn hổ nhẹ gật đầu, sau đó lấy ra một tờ kim phiếu đưa lên, số tiền này hẳn là của họ vạn, ngoài ra còn có 10 vạn nữa, chắc là của Hải Như Nguyệt, tổng cộng 10 vạn 3 ngàn. Bọn họ không có dự định nuốt số tiền này, huống chi cũng khó mà nuốt. Ngày nào đạo gia và Hải Như Nguyệt cũng nói chuyện, rất có thể hắn sẽ biết. Như hiếu đạo cũng không nhận, mọi người vất vả rồi, số tiền này mọi người cứ giữ đi. Ba người nhìn nhau cười một tiếng bọn họ cũng biết cách làm người của đạo gia đạo gia đã cho bọn họ cũng không cần khách sáo đúng là một khoản thu nhập không nhỏ mặc dù trước kia bọn họ cũng thường xuyên làm chuyện đen ăn đen nhưng chưa từng có thu hoạch lớn như thế sau khi theo đạo gia mọi chuyện đã khác động tay một chút đều tính bằng tiền vạn đầu tiên đối tượng ra tay cũng không giống trước kia trước kia bảo bọn họ ra tay với phủ thứ sử kim châu đánh chết bọn họ cũng không dám còn bây giờ ngay cả băng tuyết các mà bọn họ còn lừa qua còn chuyện gì dám hay không dám nữa gan lớn bọn họ khinh thường làm mấy chuyện còn con có đạo gia sau lưng bọn họ cũng có được sức mạnh chỉ cần đạo gia còn cho dù thất thủ bại lộ bọn họ tin rằng hải như nguyệt sẽ không làm gì bọn họ đây chính là lực lượng sắc mặt của lão ngô không ổn người bị thương à nghiêu hữu đạo nhìn mặt ngô tam lưỡng hỏi một câu ngô tam lưỡng cười khổ bị một vết ngoài da cũng không có gì đáng ngại đoạn hồ nói chúng ta đã đánh giá thấp họ vạn không nghĩ đến ba người chúng ta liên thủ vây công vẫn để cho ông ta đã thương được lão ngô lão ngô thiếu chút nữa bị một kiếm của ông ta giết chết đúng là quá mạo hiểm về sau các ngươi nên cẩn thận chuyện này một chút có thể không mạo hiểm thì tận lực đừng mạo hiểm được rồi mọi người cũng đã vất vả mau trở về nghỉ ngơi đi như hữu đạo phất tay nói rõ ba người chắp tay cáo lui dạo gần đây ba người không có ở đây vì bị nghiêu hữu đạo phải đi làm việc chuyện này cũng không tiện giao cho người khác chỉ cần đi xử lý người trộm quả xích dương chu cũng không nên mở rộng phạm vi nghiêu hữu đạo chậm rãi dạo bước đến vách núi đưa mắt nhìn mấy người xuống núi đúng lúc này lại có người đến là thương thục thanh hai người gặp nhau thương thục thanh bước đến bên cạnh hắn giọng nói vẫn êm tai như cũ đạo ra đó là một gương mặt thật xấu xí khi không ra ngoài nàng sẽ không mang khăn che mặt Dung mạo của nàng thật sự khiến cho người ta không dám lấy lòng, gương mặt lúc ẩn lúc hiện khiến cho người ta không dám nhìn thẳng nhưng cũng không thể né tránh, sợ nàng suy nghĩ nhiều. Nghiêu Hữu đạo hỏi, quận chúa có việc gì sao? Thương Thục Thanh nói, ta mới từ quận thủ phủ trở về, nghe anh ta nói, anh ta nhận được tin tức của Hải Như Nguyệt, nói muốn đích thân xem tình huống của danh dương vũ liệt vệ. Bà ấy dường như đã xuất phát, đang trên đường đến đây. Anh dương vũ liệt vệ còn chưa bắt đầu, đến lúc đó không có đồ cho người ta xem, sợ là không dễ nói chuyện. Anh ta bảo ta đến hỏi ý của đạo gia ngài một chút. mươi 353, ôi chao, nàng sở dĩ nhắc đến chuyện này là bởi vì như hữu đạo trước đó đã nói, chuyện của Hải như Nguyệt cứ giao cho hắn xử lý, không cần thương Triều Tông quan tâm. Như hữu đạo đứng chắp tay, quay đầu nhìn về ngọn núi đằng xa, ánh mắt hiện lên chút ý tứ, nhếch miệng cười quỷ quyệt, xem ra bà ta quá nôn nóng, không còn chờ được nữa. Thương Thục Thanh phát hiện nụ cười quỷ dị của hắn, nghi ngờ hỏi, nôn nóng không còn chờ được nữa. Vạn động thiên phủ gây áp lực cho bà ta. Nghiêu hữu đạo lắc đầu, cười nói, nhiều quận chúa chuyển cáo cho vương gia, vương gia yên tâm đi, cứ theo chuyện đã định sẵn mà làm. Chuyện liên quan đến anh Dương Vũ Liệt Vệ, cứ tùy tiện ứng phó một chút là được. Bà ta đến không phải vì chuyện của anh Dương Vũ Liệt Vệ, mà là vì ta sẽ không để cho vương gia khó xử đâu. Thương Thục Thanh gật đầu ghi nhớ, nàng rất có lòng tin với Nghiêu hữu đạo. Nghiêu hữu đạo đã nói như vậy, nàng cũng yên tâm hơn, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi bà ta đến là vì đạo gia nghiêu hữu đạo chỉ cười mà không nói sau khi biết chuyện người đầu tiên mà bà ta hoài nghi chính là hắn mấy ngày sau hải như nguyệt dẫn đầu một đội người ngựa đi vào kim châu trực tiếp tiến vào quận thành thanh sơn không thấy được kết quả mong muốn tránh không khỏi bỗng nhiên phát hỏa với thương triều tông để thương triều tông tăng nhanh tốc độ cũng chỉ có thể cho ra kết quả này thật ra đối với cá nhân hải như nguyệt mà nói con trai khỏi bệnh rồi Tầm quan trọng của việc có được anh Dương võ liệt vệ hay không đã giảm bớt, chỉ là Vạn động thiên phủ tương đối chờ mong mà thôi, bà tìm lý do này, Vạn động thiên phủ lập tức chấp nhận. Không ngoài dự đoán của Ngưu Hữu Đạo, không thấy được thứ muốn thấy, hôm sau lộ trình của Hải Như Nguyệt đã đến ngoài thành bên này. Sáng sớm hôm sau, Ngưu Hữu Đạo rửa mặt đổi mới hoàn toàn đích thân đứng ở cửa vào sơn cốc nghênh đón. Đám người Hải Như Nguyệt xuống ngựa, bên này chỉ cho phép Hải Như Nguyệt mang theo mấy tùy tùng tiến đến, tất cả những người khác thì bị cản ở bên ngoài. Trường công chúa đang nhìn gì vậy? Lúc cùng đi vào sơn cốc, như hữu đạo thấy ánh mắt của bà cứ không ngừng nhìn về phía hắn bên này, cười hỏi một câu. Hải như Nguyệt đáp, chắc không phải ngươi không cho người khác nhìn sơn cảnh nơi này đó chứ. Bà đang nhìn người, tìm xem không biết có vị minh tiên sinh kia ở đây không, nếu có, tất cả nghi ngờ tự nhiên dễ giải quyết. Bà tin rằng, nếu chuyện này thật sự là do Ngưu Hữu Đạo làm, tuyệt đối sẽ không tùy tiện để người khác đi làm, chắc chắn phải là do thân tín của Ngưu Hữu Đạo ra tay sao dám xin trưởng công chúa cứ tự nhiên nghiêu hữu đạo cười ha ha rõ ràng là đang tìm người không phải đang nhìn sơn cảnh gì đó lúc đi về phía chỗ ở của nghiêu hữu đạo hải như nguyệt vẫy lui những người khác không cho họ đi theo gương mặt của hộ vệ tùy tùng lê vô hoa có vẻ hơi bất mãn nhưng ở ngay trước mặt rất nhiều người ông ta cũng không tiện nói gì leo lên giữa sườn vách núi thấy một ngôi nhà tranh hải như nguyệt kinh ngạc người bán mạng vì thương triều tông như vậy mà lại ở cái chỗ chết tiệt thế này Câu tiếp theo bèn chuẩn bị nói, có muốn suy xét đến chỗ ta bên này không? Như hữu đạo chỉ về phía đỉnh núi xéo ở đối diện, có nơi tốt, nhưng đang thi công, trong thời gian ngắn không xong được, chắc là năm nay đừng mơ vào đó ở. Hải như Nguyệt Thuận thế nhìn lại, thấy có hình dáng đình đài lầu các ẩn hiện, thợ xây dựng đang tới lui trên núi dưới núi, gật đầu cũng không nói gì. Như hữu đạo đưa tay mời bà ngồi xuống trước bàn đá bầy bên ngoài nhà tranh, hắc mẫu đơn dâng nước trả lên. Chúng ta tâm sự riêng đi, Hải Như Nguyệt liếc mắt nhìn Hắc Mẫu Đơn, nhàn nhạt một tiếng. Như Hữu Đạo phất tay ra hiệu cho Hắc Mẫu Đơn lui xuống, cầm ấm châm trà cho bà, có vẻ như thuận miệng hỏi một câu, sức khỏe của Lệnh Lang vẫn còn tốt chứ? Mí mắt Hải Như Nguyệt giật giật, bà đang không biết phải mở miệng nói chuyện này thế nào, nhớ đâu không phải ra hỏa này làm, vạch trần ra quả thực là tự nhiên đưa nhược điểm lên cho người ta nắm. Bà đến đây chính là vì muốn xác minh chuyện này, chuyện này không thể coi thường, khiến bà như nghẹn nơi cổ họng, chần chọc ngày đêm không được yên bình, trong lòng không chắc mà nói, thường xuyên nơm nớp lo sợ, nếu không cũng sẽ không vội vàng chạy đến. Vì thế, bà nghĩ đủ mọi cách để vạn động thiên phủ bên kia giúp đỡ giữ bí mật, giữ kín bí mật chuyện bệnh nan y của con trai mình đã được trị lành. Thật đúng là theo như nội dung viết trên tờ giấy kia vậy, chứa lộ ra, tự mình che giấu. Loại cảm giác bị người nắm mũi dắt đi trong lúc vô hình này, rất khó chịu. Từ từ bưng trà, hừ lạnh một tiếng, nói, nhờ hồng phúc của ngươi, rất tốt có ý riêng, như hữu đạo cười, chợt lại thở dài, chuyện xích dương chu quả, ta rất xin lỗi, có điều ta thật sự đã cố gắng đến băng tuyết khác, chắc hẳn bà cũng biết sơ qua tình huống rồi, xem chút là xảy ra chuyện, thất bại tan tác mà quay trở về, không mặt mũi đến gặp trưởng công chúa. Phốc, khụ khụ, hải như nguyệt bị sặc nước trà liên tục ho khan, bà còn muốn hỏi việc này, ai ngờ còn chưa kịp mở miệng, gia hỏa này đã trực tiếp phủ nhận. Như hữu đạo kinh ngạc, trưởng công chúa uống từ từ, nếu cảm thấy trà này dễ uống, chỗ này của ta còn có một ít, quay đầu đưa cho trưởng công chúa mang về là được. buông chén trà xuống, hải như nguyệt lấy một cái khăn tay từ trong tay áo ra lau môi, sau khi hơi thở đều đặn trở lại, đưa mắt nhìn hắn, nhìn chằm chằm rất lâu. đối phương trực tiếp phủ nhận việc này, càng khiến bà thấy hoài nghi, mới mở miệng bèn hỏi đến sức khỏe của con trai bà. tiếp đó còn phủ nhận chuyện xích dương chu quả liên quan như này, kêu bà không nghi ngờ cũng khó. nhưu hữu đạo sờ lên mặt mình, đẹp ư? hải như nguyệt gật đầu, rất đẹp không bằng ngươi theo ta đi, làm trai lơ cho ta cũng tốt. Nghiêu hữu đạo cười hì hì nhìn bà, biết đối phương như đùa giỡn mà cũng không phải đùa giỡn. Từ khi hiểu rõ về chuyện trong cung của bên này về sau mới biết được, sau khi công chúa các quốc gia lấy chồng rồi, khó nhịn cô đơn đặc biệt nuôi trai lơ mua vui chỉ là chuyện rất bình thường, quả thực là bí mật công khai, tục truyền có công chúa còn không chỉ nuôi một trai lơ thôi. Dưới tình huống bình thường, cũng không có nhiều nam nhân có thể so sánh được với bối cảnh gia thế và quyền thế của công chúa, người làm chồng đều phải nhìn sắc mặt, nào dám quản, thêm nửa áo cơm không lo, lại không có chuyện gì làm, bụng no thì nghĩ đến XX cũng rất bình thường, bên cạnh cũng có nhiều nam nhân khom lưng nịnh nọt tính toán vuốt mông ngựa, củi khô gặp lửa, cùng nhau lăn giường là chuyện rất bình thường. Chỉ cần không đi quá giới hạn, cũng sẽ không có ai la hét phạch trần. Đương nhiên, nếu gả cho người chồng tay cầm quyền cao thì tình hình sẽ khác, chắc chắn phải hơi thu liếm lại. Mà bây giờ tiêu ra là do vị này cầm quyền, không bị quản thúc gì, Thêm nữa còn thủ tiết, có thể nói thẳng ra lời này cũng không tính là kỳ quái. Ta còn trẻ, không thích hợp. Như Hữu đạo trêu chọc đáp lời, Hải Như Nguyệt thấy thẹn quá hóa giận, bà tự nhận mình bảo dưỡng cũng tạm được, đối phương rõ ràng là muốn nói tuổi tác bà quá lớn. Nhìn về một bên xì một tiếng, lại tiếp tục trở lại chủ đề chính, cảm ơn người mấy ngày trước đã phái người đến chỗ ta. Như Hữu đạo vô cùng ngạc nhiên, phái người, phái ai cơ? Ta không có phái người nào cả. Hải Như Nguyệt thầm cắn răng cười lạnh nói, ngươi cũng đừng giả bộ hồ đồ, trừ ngươi ra còn có thể là ai chứ. Nghiêu hiểu đạo kinh ngạc, trưởng công chúa, ta ngược lại càng nghe càng hồ đồ rồi, cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Hải như nguyệt lạnh lùng nhìn hắn, hỏi như vậy kêu bà mở miệng trả lời thế nào, vẫn là câu nói kia, nhớ đâu thật không phải tên gia hỏa này làm, nói ra là tự tìm rắc rối cho mình. chương 354, lửa xém lông mày một Cuối cùng ngươi muốn làm gì? Hải như nguyệt oán hận hỏi. Nghiêu hiểu đạo vô cùng kinh ngạc, ta có làm gì đâu trưởng công chúa cuối cùng bà đang nói gì vậy hải như nguyệt bưng trà từ từ uống vào ánh mắt lập lè không yên cuối cùng buông chén trà xuống nói nói thật qua chỗ ta bên này giúp ta đi thế lực của ta không phải thương triều tông có thể so sánh được ta có thể cho ngươi thương triều tông cũng không cho được muốn tiền muốn vật hay là muốn nữ nhân ta đều có thể cho ngươi điều kiện vì ngươi đưa ra bất kể có phải vậy hay không bà chuẩn bị trước tiên kéo người về bên cạnh mình mới thỏa đáng nghiêu hữu đạo lắc đầu trực tiếp từ chối không cần thiết làm vậy ý tốt của trưởng công chúa lòng ta xin nhận hải như nguyệt thương triều tông có cái gì tốt nghiêu hữu đạo ta không thích nhặt thứ có sẵn quả đào phải do chính mình trồng ăn mới ngọt hải như nguyệt trầm giọng hỏi không thể thương lượng sao nghiêu hữu đạo lắc đầu bây giờ rất tốt không cần thương lượng được hải như nguyệt gật đầu người không đến cũng được cho ta một người lần này nghiêu hữu đạo thật sự kỳ quái hỏi bà muốn ai Hải Như Nguyệt, Viên Cương. Như Hữu đạo sửng sốt, phát hiện nữ nhân này thật sự có ánh mắt, thế mà nhìn ra Viên Cương có thể giúp bà, lắc đầu nói chuyện của y ta không làm chủ được. Hải Như Nguyệt, y không phải thủ hạ của ngươi ư. Như Hữu đạo cười khổ, chuyện này ta thật sự không làm chủ được, nói như vậy, nếu như y chịu đi, ta sẽ không ngăn cản y, nếu y không muốn đi mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Hải Như Nguyệt nhìn chung quanh, hỏi, người đâu? Sao lại không thấy y? Người gọi y tới, Ta nói chuyện với y một lát." Như Hữu Đạo đứng dậy, đi đến bên vách núi hạ tay xuống, hắc mẫu đơn rất nhanh bay vút tới. Kêu Viên Cương tới đây một lát, Như Hữu Đạo căn dặn một tiếng, "Không cần, đưa ta tới tìm y là được rồi, đang muốn tìm con đường quen thuộc thăm thú cảnh tượng xung quanh đây." Hải Như Nguyệt cũng đứng dậy, Như Hữu Đạo đưa tay xin cứ tự nhiên, để hắc mẫu đơn dẫn bà đi, hắn không cho rằng Viên Cương có thể đi cùng bà. Đứng bên vách núi, đưa mắt nhìn nữ nhân này xuống núi, Như Hữu Đạo cười hắn không có khả năng thừa nhận chuyện này, để đối phương biết tiêu thiên chấn dùng chính là xích dương chu quả trộm từ băng tuyết các là đủ rồi, nếu không không đáng quanh co lòng vòng chữa bệnh cho tiêu thiên chấn. Nhìn mỹ nhân bên cạnh, viên cương hơi buồn bực, đạo ra thế mà lại kêu y đi dạo cùng bà ta. Xem chừng hắc mẫu đơn cũng không có khả năng nói dối. Đối với Hải như Nguyệt Y cũng chưa tới mức nói là phản cảm, nhưng cũng chưa thể nói là có hảo cảm. Không ghét là bởi vì biết nữ nhân này không dễ dàng, không có hảo cảm là vì không thích nữ nhân này có bệnh xấu hở một tí là lại dựa sát vào người ngươi thật sự không suy xét một lần ư ngươi không cần lo lắng nghiêu hữu đạo hắn đã đồng ý chỉ thiếu cái gật đầu của ngươi thôi đi lại trên con đường nhỏ ở trong núi lúc dạo bước hải như nguyệt dùng đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm viên cương nói ra đầu óc hắn có bệnh mới chịu đồng ý viên cương lạnh lùng một câu hải như nguyệt sửng sốt một lát có thể nói nghiêu hữu đạo như vậy xem ra thật đúng là không giống như thủ hạ của như hữu đạo bèn tiếp tục khuyên, ta có thể cho ngươi, nơi này có thể không cho ngươi được. Viên cương, ta muốn bà không cho được, đôi mắt hải như nguyệt sáng lé lên, không ngại nói nghe thử xem sao. Viên cương lắc đầu, nói bà cũng không cho được, có nói cũng không có ý nghĩa gì. Cúi đầu đưa mắt nhìn váy của bà, trưởng công chúa, chi bằng về đi, bà ăn mặc như vậy, không thích hợp đi đường núi. Được, hải như nguyệt cười gật đầu, vừa mới xoay người, đột nhiên thân hình nhoáng lên một cái, ôi trao một tiếng, tỏ vẻ đứng không vững viên cương vô thức tiến lên đỡ bà hỏi sao rồi đau chân mặt hải như nguyệt lộ vẻ đau đớn viên cương đỡ bà ngồi xuống trên một tảng đá rồi ngồi xuống nắm chân đau của bà lên vuốt ve xem xét đau đau hải như nguyệt liên tục kêu đau không kiểm tra được gì cách ra thịt mình cũng sẽ không thi pháp kiểm tra được viên cương cau mày nói bà chờ một lát ta kêu người tới nhìn giúp bà xem sao hải như nguyệt nhìn trái nhìn phải một cái người cứ như vậy ném ta lại đây nhớ đâu có kẻ xấu đến thì làm sao bây giờ viên cương bà yên tâm nơi này có mấy tu sĩ các phái chấn giữ người ngoài không dễ trà trộn vào như vậy nhớ có dã thú hoặc rắn đến thì làm sao bây giờ ta ở một mình rất sợ hãi hay là ngươi cõng ta xuống núi đi huýt tê, 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 viên cương vươn ngón tay đặt lên miệng thổi ra một tiếng huýt sáo rõ to phía sau huyết một tiếng xem chút nữa làm hải như nguyệt nhảy lên một cái rồi nhìn lại chỉ thấy một thiếu niên toàn thân treo cỏ đột nhiên xông ra Hóa ra nơi này vẫn luôn có người ẩn nấp, mình đi qua thế mà không nhìn thấy. Không chỉ một người này, phạm vi xung quanh tiếp tục nhảy ra ba bốn thiếu niên, đều chạy tới, vẻ mặt Hải Như Nguyệt im lặng. Bà không khỏi may mắn, cũng ngay vừa rồi nhẫn nại không dục dịch, không có dựa vào trên người Viên Cương, nếu bị nhiều người nhìn thấy như vậy, sẽ rất khó khăn. Bốn thiếu niên lung tung lộn xộn đồng loạt đứng ở trước mặt Viên Cương. Viên Cương chỉ chỉ vào Hải Như Nguyệt, các người trông chừng bà ấy, ta đi một lát rồi về ngay dạ bốn thiếu niên vâng dạ hải như nguyệt chột dạ không thôi đây nếu như đi mời người nào tới kiểm tra xem mình có trẹo chân thật không sẽ rất xấu hổ vội nói thôi ta đi từ từ chắc là cũng đi được nói xong bèn đứng dậy thử đi mấy bước cười nói vẫn được viên cương lạnh lùng nhìn bà chằm chằm cuối cùng hải như nguyệt mang theo phiền muộn sâu sắc rời đi trong xe ngựa lắc lư một tay cầm tấm gương so sánh một tay khẽ vỗ về gương mặt của mình đang cẩn thận tìm kiếm tỉ vết trên mặt mình già ư không già mà từ những thứ che giấu trong mắt đám nam nhân xung quanh nhìn về phía mình bà có thể xác nhận bà rất quen thuộc đối với ánh mắt ấy biết đám nam nhân kia muốn làm gì với bà đó là khát vọng muốn cởi sạch quần áo của bà nhưng bất kể là viên cương nói lời lạnh nhạt hay là nghiêu hữu đạo nói lời châm chọc trong ánh mắt của hai người này lại không tìm thấy ánh mắt bà hy vọng nhìn thấy điều này khiến bà rất không có cảm giác an toàn không sai không có dục vọng xâm phạm bà ngược lại khiến bà không có cảm giác an toàn thả tấm gương trong tay xuống, nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, bất an trong lòng lúc đến, vẫn còn chưa bình phục lại, như hữu đạo không thừa nhận là hắn làm. Bây giờ bà, sớm đã không phải thiếu nữ năm đó có thể vì thương kiến bá yêu chết đi sống lại nữa, không tin trên đời này có người vô duyên vô cớ trợ giúp lớn như vậy mà không cần báo đáp, không tìm được đáp án chính xác, bà luôn cảm thấy sau lưng có lỗ đen to lớn, giống như muốn nuốt chửng lấy bà bất cứ lúc nào. Tiến khách đi, như hữu đạo trở về, nhìn thấy công tôn bố đứng ở bên ngoài nhà tranh có chuyện gì không nghiêu hữu đạo cười hỏi công tôn bố hỏi còn chưa có tin tức về lục thánh trung sao nghiêu hữu đạo hoặc là bị thiệu bình ba giết rồi hoặc là quy thuận thiệu bình ba tóm lại thiệu bình ba không có khả năng thả y trở về nữa nói đến đây thần sắc hắn hơi có vẻ nặng nề sau đó nghĩ lại có lẽ mình đã bỏ qua cơ hội cuối cùng quyết định cứu vãn lục thánh trung không nên kết thúc người của ba phái đến tống quốc liên hệ với lục thánh trung Thiệu Bình ba bên kia không gặp được người liên hệ, lập tức biết đã lộ tẩy, không có khả năng thả Lục Thánh Trung trở về, nếu không nói không chừng Thiệu Bình ba còn có thể sẽ lợi dụng Lục Thánh Trung làm phản gián chống địch bằng kế ly gián. Công Tôn Bố nói, chết là tốt nhất, Ngưu Hữu Đạo mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Chương 355, lửa xém lông mày hai. Lại thêm giữa hè một năm nữa, đảo mắt đã là một năm sau. Thác nước đổ xuống từ trên vách núi, trên tảng đá dưới thác nước, một bóng người đắm chìm vào trong màn nước không nhúc nhích. Hắc mẫu đơn phi thân đến, quát lên, đạo ra. Bóng người trong màn nước đột nhiên chấp động, bắn lên thuận theo dòng nước đổ xuống. Đi ngược dòng nước, tốc độ rất nhanh, không làm nổi lên bất cứ bọt nước dị thường nào. Người trong màn nước rút kiếm, ầm, trên thác nước bọt nước nổ tung, một bóng người rút kiếm chỉ lên trời, xông ra khỏi dòng nước. Lăng không cuốn, trường kiếm trở vào vỏ, người lại chuyển hướng tung bay xuống, rơi vào bên cạnh hắc mẫu đơn hắc mẫu đơn xứng sờ, dòng nước đổ xuống khổng lồ như thế, sao lại cảm thấy như không có sức cản gì với vị này. Trên người bốc lên khí nóng hừng hực, như hữu đạo cầm kiếm hỏi chuyện gì. hắc mẫu đơn trả lời, chuyện mà ngài kêu ta đi hỏi, không phải thám tử gì đâu, mà là bây giờ nhân khẩu của quận Thanh Sơn tăng đột biến, khách thương tụ tập, bên này cách quận Thành không tính quá xa, thỉnh thoảng có người sông nhầm tới là rất bình thường. Vương gia nghe nói quấy giày đạo gia thanh tu, đã sai người gấp gáp chế tạo ra một số bi văn cấm thông hành, quay đầu sẽ cho người đứng gác xung quanh. Thì ra là thế, như hiếu đạo khẽ gật đầu, trước đó nghe viên cương đề cập tới, nói luôn có người có ý đồ xâm nhập bên này, hắn bèn hỏi thử xem sao. Nghe người nói vậy, bây giờ quận Thanh Sơn rất sầm uất ư. Như Hữu đạo hỏi, sầm uất lắm, hắc mẫu đơn gật đầu đáp, quả thực rất sầm uất ạ, à, trước sau một năm khác biệt quả thực là khác nhau một trời một vực. Sau khi vương gia áp dụng tân chính, lưu dân bốn phương nghe hỏi mà đến, nhân khẩu hai quận bỗng gia tăng 78 lần, đất cầy bỏ hoang trước kia ở quận Thanh Sơn phần lớn đã được khai khẩn trở lại. Vương gia giữ lại lưu dân, vì để lưu dân yên ổn cuộc sống thực sự cư ngụ lại ở hai quận, chẳng những phân chia ruộng đồng, còn cố ý thông qua 10 vạn kim tệ, triệu tập một số lượng lớn người đọc sách về làm tiên sinh dạy học, thành lập trường học miễn phí ở các nơi trong hai quận. Để tất cả lưu dân đều có đất đai trồng trọt, tất cả đám nhỏ của lưu dân cũng có thể đi học. Bây giờ xung quanh vị trí đồng ruộng và trường học, từng thôn xóm nhanh chóng hình thành ngay tại đó. Theo như nói của Lam Nhược Đình, chỉ cần gia nghiệp ở đây, nếu không bị buộc bất đắc dĩ, những lưu dân này sẽ không tùy tiện rời khỏi hai quận nữa. Mà số lượng lớn nhân khẩu tụ tập, thêm nữa là thuế thương được miễn giảm, hấp dẫn thương hộ bốn phương tụ tập đến, ngược lại thương hộ còn thuê mướn một số lượng lớn lưu dân về làm việc. Bây giờ quận Thanh Sơn thật sự là xưa đâu bằng nay, nội thành quá náo nhiệt, có điều cũng có phiền phức, quá nhiều người cửa hàng không đủ dùng những thương hộ kia lại có nhu cầu lam tiên sinh đang đàm phán với những thương hộ kia đàm phán nghiêu hữu đạo hơi sửng sốt đàm phán chuyện gì hắc mẫu đơn vương ra chuẩn bị xem quận thành hiện tại như nội thành lấy nội thành làm trung tâm tiếp tục mở rộng ra ngoài năm dặm xung quanh rồi xây dựng một tòa thành khác bên ngoài mở rộng ra ngoài năm dặm xung quanh nghiêu hữu đạo hơi kinh ngạc y lấy đâu ra tài lực lớn như vậy chứ hắc mẫu đơn cho nên lam tiên sinh mới phải đàm phán với đám thương hộ kia chuẩn bị cung cấp miễn phí đất đai ngoại thành cho những thương hộ kia xây dựng cửa hàng chẳng qua điều kiện tiên quyết chính là muốn những thương hộ kia bỏ vốn ra xây dựng tu sửa tường thành ngoại thành căn cứ vào độ dài của tường thành xây dựng được để suy xét lấy được nhiều hay ít đất đai miễn phí trong thành làm như vậy có thể sắp xếp ổn thỏa cho những lưu dân trong thời gian ngắn không cách nào sắp xếp ổn thỏa được giúp họ tìm được công ăn việc làm nuôi sống gia đình nghe nói cũng gần xong xuôi rồi chỉ còn một số mâu thuẫn xung đột về mặt ích lợi vẫn còn đang thương thảo. Như hữu đạo hỏi, đây đều là chính kiến của Lam Nhược Đình à? Hắc mẫu đơn gật đầu, hình như là vậy, chuyện về nội chính, hình như vương gia đều ủy quyền cho Lam Nhược Đình, vương gia chủ yếu vẫn nắm bắt về mặt quân vụ. Lam Nhược Đình này quả thật là một nhân tài, bút tích lớn thật. Nghiêu hữu đạo hơi xúc động một tiếng, suy nghĩ lại bay đến Bắc Châu bên kia. Hắn tính tu trong này, gần như chưa từng hỏi đến chuyện của hai quận, ngược lại hắn hơi chú ý đến chuyện của bắc châu bên kia theo tin tức báo về bút tích của thiệu bình ba bên kia ngày càng lớn trắng trợn lôi kéo kẻ sĩ thông thái và thợ khéo trong loạn thế này lại muốn khơi thông thủy lợi rõ ràng cho toàn bộ bắc châu nghe nói trong thời gian hơn một năm ngắn ngủi hiệu quả phi phàm nhân khẩu cũng gia tăng đột biến giống như vậy có vẻ như thiệu đăng vân đã giao cho thiệu bình ba quyền lực càng lớn khiến cho thiệu bình ba ít đi rất nhiều cản trở bây giờ thiệu bình ba để ý quân vụ bên trên bên dưới làm chủ nội chính, năng lực phi phạm, dựa vào thủ đoạn cao siêu và năng lực quản lý, hơn một năm ngắn ngủi gần như khiến toàn bộ Bắc Châu hoàn toàn thay đổi. Thực lực của toàn bộ Bắc Châu đang lấy phương hướng của quả cầu tuyết nhanh chóng tăng lớn, gần như là trực tiếp hấp dẫn nhân lực và tài lực xung quanh về lợi dụng, khiến cho mấy châu xung quanh rất khổ sở và rất khó chịu, nhưng lại không có cách nào tóm được Bắc Châu. Về phương diện năng lực này, bản thân Ngưu Hữu Đạo cũng không thể không thừa nhận, hắn kém xa Thiệu Bình Ba. Chính vì vậy, việc Bắc Châu thay đổi làm cho Ngưu Hữu Đạo mơ hồ thấy lo lắng, thực lực Bắc Châu càng mạnh thì có nghĩa là Thiệu Bình Ba có thể sử dụng thế lực của giới tu hành càng lớn. Bắc Châu bên kia truyền tin về nói, năng lực của Thiệu Bình Ba làm cho Đại Thiền Sơn vô cùng coi trọng, tăng thêm cao thủ bảo vệ Thiệu Bình Ba. Lấy lại tinh thần, mắt nhìn Hắc Mẫu đơn thuật lại đến tinh thần phấn chấn, Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng lên mỉm cười một cái, phát hiện nữ nhân này không giống với lúc trước, dần dần quan tâm tới những thứ này. Nếu không không thể nói một cách rõ ràng có đạo lý như vậy viên cương đâu nghiêu hữu đạo hỏi một tiếng hắc mẫu đơn hình như đến xưởng khí tượng bên kia rồi ạ à. gần đây y rất chăm chỉ tới chỗ công tôn thiết nghiêu bên kia nghiêu hữu đạo im lặng một lát chợt xua tay nói rất lâu không có rời núi đi đến quận thành nhìn xem hắc mẫu đơn lập tức đến ba phái mời một số cao thủ đến hộ vệ vừa đến gần quận thành quận thanh sơn nghiêu hữu đạo đã lâu không rời núi lập tức cảm nhận được bầu không khí khác biệt trên đường người lui tới núi liền không dứt xe ngựa kéo nườm nượp qua lại chỗ nào cũng có, có tiểu lại đang đo đạc ở ngay ngoài thành, phát họa, đánh cọc gỗ định vị, xem ra chuyện mở rộng thành đã là lửa xém lông mày. Tiến vào thành, tùy tiện đi tới, đầu đường khắp nơi rộn rộn ràng ràng, tiếng ồn ào không dứt bên tai, so với đường phố vắng vẻ lúc đầu, nhiều hữu đạo xém chút cho rằng mình đi lộn chỗ. Mặc dù rất nhiều người quần áo rách dưới không có thân phận, thậm chí còn có rất nhiều người cầm bát ăn xin, nhưng thật sự rất khác biệt so với lúc trước. Khắp nơi đều là người, khiến nghiêu hữu đạo thanh tu đã lâu không thích ứng lắm cũng mất hứng thú tiếp tục đi thăm thú xung quanh trực tiếp đến thủ phủ quận thân vệ của thương triều tông biết hắn kêu thủ vệ cản đường lui ra đích thân đưa nghiêu hữu đạo đi vào đi vào bên ngoài nghị sự đường nghe thấy tiếng thảo luận của thương triều tông và lam nhược đình ở bên trong nghiêu hữu đạo đưa tay ngăn cản một cái kêu thân vệ tạm dừng thông báo ở bên ngoài nghiêng tai lắng nghe bên trong vang lên tiếng của lam nhược đình vương ra nhìn chỗ này mặt phía nam của hải cảng đúng là ưu thế của chúng ta, nếu gặp phải tình huống bị phong tỏa xung quanh, là đường tắt để đưa vật tư vận chuyển vào thành theo đường biển, đối với thương khách mà nói cũng là thuận lợi rất lớn, đề nghị đồng bộ phương thức mở rộng thành cùng với hải cảng bên này, xây dựng một tòa thành gần bên cạnh hải cảng, thuận tiện cho thương hộ dễ dàng vận chuyển và dự trữ vật tư. chương 356, Nam Châu Bắc Châu 1 Khủ khủ, thân vệ bên cạnh đột nhiên ho khan một cái, hắn ta thật sự cảm thấy để cho người ta nghe lén vương ra nói chuyện thật là không thích hợp không để ý nghiêu hữu đạo ngăn cản bẩm báo một tiếng vương ra đạo ra tới nghiêu hữu đạo nhìn hắn ta cười cười đi vào nhà thương triều tông và lam nhược đình cũng đi ra đều thấy ngoài ý muốn vị này chính là quanh năm suốt tháng cũng không thấy lộ mặt một cái nữa đạo ra sao ngài lại tới đây thương triều tông chắp tay hỏi có chuyện gì không nghiêu hữu đạo và bọn họ cùng tiến vào nghị sự đường liếc mắt bèn thấy được trong phòng treo bản đồ, đi đến trước bản đồ nhìn xem, không có gì, vừa rồi đứng ở ngoài nghe vài câu, sao thế, xung quanh đang phong tỏa chúng ta ư. Lam Nhược Đình tạm thời còn chưa tới mức ấy, có điều tiến độ bên này đã khiến cho xung quanh cảnh giác, phong tỏa thương lộ bên này là chuyện sớm hay muộn, không ai chịu bằng lòng ngồi nhìn bên này lớn mạnh. Phòng ngừa chu đáo, phải nhanh chóng xây dựng đường biển bên này cho tốt, biển cả vô biên vô hạn, khắp nơi đều là đường, lực đất đai xung quanh chỉ có thể chặt đứt đường bộ, muốn chặt đứt đường biển không dễ dàng như vậy. Còn có một chuyện, một khi xung quanh tăng cường phong tỏa, chỉ sợ chiến mã muốn vào thành thì sẽ càng khó khăn hơn, đi đường biển vẫn có thể xem như một biện pháp. Ngưu Hữu đạo gật đầu, làm tiên sinh cao kiến, nghĩ lâu dài. Thương Triều Tông Nhíu mày nói câu, ba phái và người của Thiên Ngọc Môn đến Tề Quốc chậm chạp không đưa ra câu trả lời chắc chắn. Lam Nhược Đình giải thích, đạo gia, ý của vương gia là, tiến độ phát triển của chúng ta không chậm, một khi để người xung quanh cảm thấy uy hiếp to lớn, chỉ sợ không chỉ phong tỏa không thôi, cho nên chúng ta nhất định phải có võ lực to lớn mạnh mẽ chấn nhiếp. Nhu cầu cấp bách của chúng ta bên này là chiến mã, nếu không tốc độ điều động binh lực không theo kịp, chỉ có thể chờ ai đó tới đánh. Võ lực bên này càng theo không kịp, cũng càng dễ khiến cho kẻ địch bên ngoài sinh lòng muốn xâm phạm. Nhiều hiểu đạo cũng không thể chỉ trông cậy vào một tề quốc bên kia, chúng ta bên này không thể nghĩ đến một số biện pháp khác ư. Thương Triều Tông, ngược lại có thể lần lượt mua một số ngựa từ xung quanh, có hơn ngàn con, có điều chiến mã và ngựa vận chuyển mang vác nặng thông thường vẫn có tranh lệch không nhỏ, có thể nhanh chóng chạy trốn, có thể ra trận chém giết chiếm số lượng quá ít, chiến mã bên này vốn có cũng đang dần dần giải yếu, lỗ hồng chiến mã bên này là sách lược quan trọng, trong thời gian ngắn muốn vơ vét về từ xung quanh là rất không có khả năng, trên nông trường tề quốc lại là lương câu vô số. Nhiều hữu đạo im lặng, suy nghĩ một lát, hắn lại hỏi, hình như chư quốc đều có ý mua chiến mã từ tề quốc đúng không? Làm thế nào bọn họ mua về được? Lam Nhược Đình hơi khoát tay áo, đạo ra, điều đó không giống nhau. Đầu tiên các quốc gia đều có một số ngựa mà mình tự nuôi trong chuồng, tiếp đó giữa các quốc gia với nhau, đều cản trở lẫn nhau sản xuất ra, nếu tề quốc nắm giữ toàn bộ chiến mã trong tay không bỏ mà nói, chỉ sợ sẽ đưa tới họa diệt quốc, chư quốc tất nhiên sẽ liên thủ vây công, thêm nữa chiến mã vốn là con đường làm ăn lớn nhất của tề quốc, cũng là căn bản giữ vững quốc lực cho Tề quốc, cho nên hàng năm Tề quốc đều sẽ thả ra hạn ngạch nhất định bán cho Trư quốc, trên cơ bản có thể bảo đảm Trư quốc đào thải ra chiến mã dại yếu. Hơn nữa Tề quốc còn trông nom khống chế nghiêm ngặt, mà hạn ngạch phân đến trên tay Yến quốc, triều đình đương nhiên là chia cho người một nhà, cớ sao phải cho chúng ta? Ngưu Hữu đạo à một tiếng, hiểu rõ con đường này, hắn còn định suy nghĩ cách mà Trư quốc mua sắm xem sao, giờ xem ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Ngẩng đầu nhìn bản đồ treo trên tường, gần đây xung quanh không có việc gì chứ lam nhược đình chúng ta bên này và kim châu cùng dựa và giúp đỡ lẫn nhau duy trì cân bằng vi diệu tạm thời không có việc gì có điều tiến độ phát triển của chúng ta bên này ít nhiều gì vẫn dẫn tới xung quanh bất an nghiêu hữu đạo thỉnh giáo giải thích thế nào lam nhược đình chỉ vào trên bản đồ giải thích hai quận phổ biến tân chính mặc dù phát triển nhanh nhưng người sáng suốt đều biết hấp dẫn chính là tài lực và nhân lực xung quanh Hấp dẫn tài lực và nhân lực xung quanh về, đương nhiên là sẽ dành thời gian phổ biến. Kim Châu bên kia đã rất bất mãn đối với chúng ta, vì duy trì thế cục cân bằng không bị phá vỡ, chúng ta bên này chủ động phong tỏa tài nguyên chảy vào Kim Châu bên kia, dùng cách này hóa giải sự bất mãn của Kim Châu. Kim Châu bên kia còn tốt, dù sao vị trí thực sự của cả hai quận cũng đều nằm trong đất Nam Châu, trước mắt thực sự thu hút tài nguyên vẫn là của Nam Châu, đã tạo thành không ít nơi hoang vắng ở Nam Châu, khiến cho Chu thủ Hiền kinh hoàng cũng dẫn tới triều đình cảnh giác. Nhận được tin tức kinh thành bên kia, Chu Thủ Hiền đã thượng tấu lên triều đình, xin triều đình phát ngân sách, chuẩn bị bắt trước hình thức của chúng ta bên này, dùng nó làm chống lại. Ngưu Hữu đạo nhíu mày, nói vậy, há chẳng phải phiền phức rồi sao? Đất đai của hai quận há có thể cạnh tranh với toàn bộ Nam Châu. Không phải vậy, Lam Nhược Đình khoát tay áo, cười, Chu Thủ Hiền cũng vì không có cách nào khác, chỉ có thể dùng cách này để tự vệ thôi, chuẩn bị tương lai có cái bản giao với triều đình thật ra trong lòng chu thủ hiền cũng tự rõ ràng nam châu không có cách nào làm theo hình thức của chúng ta triều đình cũng sẽ không phát ngân sách cho ông ta Như hữu đạo kỳ quái vì sao đạo lý rất đơn giản nếu triều đình phát ngân sách xuống môn phái tu hành đứng sau nam châu tất nhiên sẽ nhúng tay thực sự có thể có bao nhiêu người ở nam châu được sử dụng khác biệt chính là một khi nam châu lặp lại hình thức của chúng ta ngược lại hấp thụ tài nguyên của những châu khác những châu khác có thể chấp nhận ư chỉ sợ vây công trên triều đình cũng có thể khiến chu thủ hiền chịu không nổi mặt khác những châu khác cũng hướng về triều đình đưa tay xin ngân sách như thế cho nam châu không cho những châu khác chẳng lẽ có thể bất công như vậy trong triều đình quá nhiều bộ tự mình cản trở cho nên triều đình không có khả năng phát ngân sách xuống cho nam châu triều đình không phát tiền nam châu muốn phổ biến loại hình thức miễn giảm thuế má như chúng ta căn bản là không có khả năng không có thuế má thì con đường tiền tài của môn phái tu hành đứng phía sau sẽ bị cắt ngang những môn phái kia sẽ không đồng ý chu thủ hiền không chịu nổi áp lực đó cứng rắn làm mà nói chỉ sợ cái ghế châu mục kia chu thủ hiền không làm được mấy ngày sẽ phải xuống đài nói không chừng ngay cả mạng cũng phải vứt bỏ muốn lặp lại loại hình thức như chúng ta vậy chắc chắn phải chiếm được điều kiện nhất định không nói những thứ khác đầu tiên hoàn cảnh lớn phải cho phép vị trí địa lý của hai quận chúng ta cùng dựa và giúp đỡ lẫn nhau với kim châu triệu quốc triều đình không dám vì tiện đụng đến chúng ta hơi động vào có thể sẽ gây lớn chuyện cho nên mới có không gian cho chúng ta phát triển. Không có nhiều chư hầu có thể có điều kiện này, Thiệu Đăng Vân chiếm đoạt Bắc Châu xem như một ví dụ, Bắc Châu mượn thế của Hàn Quốc và Yến Quốc, lợi dụng hai bên cản trở lẫn nhau, triệt tiêu uy hiếp, bản thân mới có thể ở giữa thở dốc. Hình thức phát triển bây giờ của Bắc Châu thật ra cũng không khác gì chúng ta, Thiệu Đăng Vân này không đơn giản, trước kia lúc ở bên cạnh Ninh Vương, thật đúng là nhìn không ra. Nói đến Bắc Châu, nhiều Hiếu đạo không khỏi nghiêng qua nhìn ông ta một cái, xem ra bên này cũng chú ý tới Bắc Châu, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, không phải Thiệu Đăng Vân gì đó không đơn giản, mà là Thiệu Bình ba con trai của Thiệu Đăng Vân mới đúng. chương 357, Nam Châu Bắc Châu 2 Hai mắt thương chiều tông sáng người hữu thần mà nhìn chầm chầm vào bản đồ, điều này cũng phải có danh giới cuối cùng, một khi đột phá danh giới cuối cùng triều đình có thể khoan nhược, triều đình tất nhiên phải hy sinh lợi ích để quốc gia khác kiềm chế triệu quốc các loại, sau đó ngang nhiên phát động tấn công về phía chúng ta cho nên võ lực nhất định phải nhanh chóng đuổi kịp chỉ có lớn mạnh đến mức khiến triều đình khó có thể chịu đựng được động võ mang đến tổn thất triều đình mới không dám hành động thiếu suy nghĩ kỵ binh rất quan trọng nếu không triều đình một khi xuất kích đại quân dựa vào hai cái đùi là không chạy nổi bốn cái chân người ta đánh xong viện quân của chúng ta còn đang ở trên đường mà nói cuộc chiến này là không có cách nào đánh được nghiêu hữu đạo nhíu mày lượn quanh một vòng vấn đề lại quay về trên chiến mã Bây giờ hắn xem như hiểu rõ vì sao Thiên Ngọc Môn lại chịu bỏ tiền ra mua chiến mã, đầu tiên là trên tay có tiền, tiếp đó chắc hẳn Thiên Ngọc Môn cũng cảm nhận được uy hiếp lửa xém lông mày này, bên này lúc để Thiên Ngọc Môn chuẩn bị chiến mã chắc chắn cũng đã nói tới vấn đề này. Giống như vậy, vấn đề lửa xém lông mày này cũng làm cho Ngưu Hữu Đạo cảm nhận được uy hiếp, một khi thương triều tông chiến bại, thì hắn cũng sẽ mất đi hoàn cảnh tu luyện an tâm này. Cũng không có cách nào tiếp tục an tâm tu luyện, Ngưu Hữu Đạo mang theo một bụng tâm sự im lặng quay trở về. Bắc Châu, phủ thứ sử, Thiệu Bình Ba đã rời xa khỏi phủ Lăng Ba, sau khi ba mẹ con Nguyễn Thị chết, y bèn chuyển về phủ thứ sử. Đầu tiên là thuận tiện xử lý sự vật quân chính, tiếp đó là tập trung hai cánh bảo vệ mình lại cùng một chỗ cũng càng thêm an toàn. Từ khi bên này bị Ngưu Hữu Đạo náo loạn một lần về sau, đã tăng cường phòng ngự bảo vệ. Mà sau khi Thiệu Bình Ba thiếu đi cản trở bắt đầu buông tay xử lý sự vật quân chính, cục diện Bắc Châu có thể nói là thay đổi oanh oanh liệt liệt, khiến cho Đại Thiền Sơn mừng rỡ. Đại Thiền Sơn thấy được năng lực của Thiệu Bình Ba, hiểu rõ Thiệu Bình Ba có ý nghĩa như thế nào đối với Đại Thiền Sơn, đã đề cao biện pháp bảo vệ đối với Thiệu Bình Ba ngang cấp với Thiệu Đăng Vân. Đại Công Tử, Tô Tiểu Thư tới, Thiệu Tam tỉnh tiến vào thư phòng thông báo một tiếng, Thiệu Bình Ba để bút xuống, mau mời. Chỉ chốc lát sau, Tô Chiếu người mặc áo choàng đen có mũ đi vào, vén mũ lên, lộ ra dung nhan kiều mị sáng chói. Lại để nàng bôn ba một chuyến, vất vả, khổ khụ. Thiệu Bình Ba đứng lên cười một tiếng, chợt lại nắm tay bên miệng ho khan. Tô Chiếu nhìn y, thấy vị đại công tử phong thần như ngọc này lại có mấy phần tiêu tụy, hai bên tóc mai vậy mà lại thêm mấy sợi bạc, thấy dáng vẻ ho khan có việc gì trong người của y, nhìn mà lòng người chua xót, không khỏi nhíu mày, sao vẫn còn ho vậy? Ta đã sớm nói với ngươi, tim phổi ngươi bị hao tổn, không nên vất vả nữa, kêu ngươi đừng hao phí tâm thần, an tâm tĩnh dưỡng một khoảng thời gian có chuyện gì chờ thân thể tốt hơn rồi hãng nói cũng không muộn. Ngươi cứ tiếp tục như này mãi, cho dù linh đan diệu dược tốt cách mấy cũng không chịu nổi ngươi tự mình hại mình tiếp đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía thiệu tam tỉnh nổi giận nói quản gia nhà ngươi là làm thế nào đấy hả ngay cả chăm sóc người cũng không biết làm ư thiệu tam tỉnh bị nàng mắng đến cúi đầu trong lòng thầm nói ta có thể làm sao đại công tử mỗi ngày trăm công ngàn việc ngay cả thời gian ngủ cũng ít nữa là chuyện không liên quan tới ông ấy thiệu bình ba khoát tay áo cục diện trước mắt của bắc châu thời gian không đợi người thật sự là khó rời tay được Tô chiếu trợn mắt nói, Bắc Châu rời ngươi thì sẽ không xoay chuyển nổi nữa hay sao? Không phải ta nói gì ngươi, một người có năng lực mạnh hơn thì có thể làm bao nhiêu. Lúc nên buông tay thì phải buông tay, phải học được cách dùng người, nếu không ngươi cứ tiếp tục thế này mãi, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ mệt chết thôi. Người đó, nhìn người đâu thể ai cũng lấy bản thân mình ra so sánh được, ai mà không có chút tỳ vết chứ, dùng người là dùng lâu dài, đừng luôn cảm thấy cái này không được cái kia không được. Thiệu Bình Ba thở dài, nàng nói ta đều biết, tình huống của Bắc Châu thế nào không phải nàng không biết, Yến Quốc coi là phản quốc, Hàn Quốc coi là mưu đồ làm loạn, thanh danh của ta còn bị như hữu đạo kia liên tiếp làm cho bại hoại, thêm nữa còn bị kẹp ở giữa hai thế mạnh, không được người xem trọng, nào có người tài ba gì đó tìm tới, người có thể dùng về mặt chính vụ quá ít, ta chỉ có thể mời chào một số kẻ sĩ thông thái tới rèn luyện, hy vọng có thể tìm được vài người có thể gánh tránh nhiệm một phương ngay trong số bọn họ sau này nếu nàng phát hiện được nhân tài nào có thể dùng được thì hãy tiến cử tới đây. Tô Chiếu thực sự không biết nên nói y cái gì mới tốt, chẳng qua thấy dáng vẻ y thế này lại thấy đau lòng. Không nói chuyện này nữa, trong lòng ta nắm chắc, nói chính sự đi, thiệu bình ba phất tay mời ngồi, đợi sau khi dâng trà lên, mới nói tình huống của Bắc Châu bây giờ đã làm cho Hàn Quốc và Yến Quốc bất an, về mặt võ lực nhất định phải đề cao sức chấn nhiếp, phải làm hai nước không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu không sớm muộn gì hai nước này cũng sẽ liên thủ đối phó Bắc Châu, tâm huyết của ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Nhu cầu cấp bách của Bắc Châu là chiến mã, chỗ nàng bên kia thế nào rồi? Tô Chiếu Đáp, có thu hoạch, cũng có phiền phức, thu hoạch là, những năm này đã thông quan hệ, hơi hoạt động, chắc là có thể gom góp 5 vạn chiến mã cho ngươi. Tốt, Thiệu Bình ba mừng rỡ, dùng sức đập vào tay vịn thành ghế, 5 vạn con là đủ rồi. Tô Chiếu lắc đầu, đừng cao hứng quá sớm đưa năm vạn con chiến mã ra khỏi tề quốc tuy không thành vấn đề, nhưng vấn đề là lặn lội đường xa, phải băng qua nước khác, quốc gia nào có thể bỏ qua một khoản chiến lược quân nhu lớn như vậy khi không đi qua nước mình mà không thèm thuồng. Ngược lại thật ra ta từng suy xét đến phương thức con kiến dọn nhà, nhưng từ tề quốc đến Bắc Châu khoảng cách xa như vậy, người cũng không có khả năng để ngựa vẫn luôn chạy không ngừng, nhưng vừa đi vừa nghỉ, trên đường ít nhất cũng phải mất thời gian mấy tháng. Đây không phải mấy trăm con, mà là số lượng mấy vạn con, còn không thể tập trung di chuyển trên đường để tránh bị chú ý phải hao phí bao lớn nhân lực vật lực và tài lực chứ đó là rắc rối rất lớn chuyện này ta đã sớm có chuẩn bị nàng đến xem này thiệu bình ba đứng dậy đi đến trước một tấm bản đồ đợi tô chiếu đến gần chỉ vào bản đồ nói một lần vận chuyển về mấy vạn con chiến mã là không thực tế ngược lại phải chia thành từng nhóm để vận chuyển nàng nhìn xem không đi đường bộ đi đường biển dùng thuyền vận chuyển đi từ phía bắc tề quốc ra biển đi vòng theo phía bắc của Hàn Quốc, từ đầu sông Giang Duyên này đi xuống, có thể chạy suốt đoạn giao nhau giữa hai đầu sông lớn của Bắc Châu và Hàn Quốc, đương nhiên cũng sẽ đưa về tay của ta. Tô Chiếu nhíu mày, Hàn Quốc bên này đâu phải mù loà, sao có thể bỏ qua nhiều thuyền sang sông như vậy mà không điều tra. Thiệu Bình Ba, nếu ta đã sớm có chuẩn bị, đương nhiên cũng đã suy xét đến vấn đề này, những năm này, ta vẫn luôn bí mật kinh doanh đường thủy ở Hàn Quốc này, chính là vì chuẩn bị cho hôm nay, chỉ cần thuyền tới, ta tự nhiên có biện pháp bảo vệ thuyền bè không có trở ngại. Chỉ cần nàng có thể có biện pháp đưa chiến mã ra khỏi Tây Quốc, để chiến mã lên thuyền ra biển, thì ta sẽ có biện pháp tiếp ứng ở Hàn Quốc bên này, nàng không cần lo lắng vấn đề này đâu. Nhìn chằm chằm bản đồ suy nghĩ một lát, Tô Chiếu chậm rãi gật đầu, hình như nhẹ nhàng thở ra, người đã có chuẩn bị về phương diện này, vậy ngược lại vấn đề không lớn. Chương 358, Tây Quốc là cái hố to. Thiệu Bình Ba, được tề quốc bên kia phải xem nàng rồi thế cục bức bách việc này không nên chậm trễ càng nhanh càng tốt sao thế tô chiếu ngoái lại nhìn diễu diễu nói ta vừa mới trở về cứ như vậy không chờ kịp muốn đuổi ta đi thiệu bình ba cười lời này của nàng biết rõ ta không có ý như vậy thấy hai người bắt đầu tán tỉnh nhau thiệu tam tỉnh cúi đầu lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài không tiện quấy dày không có người ngoài đôi mắt của tô chiếu lập tức lóe sáng hơi dính người ẩn ý đưa tình từ từ tới gần Thiệu Bình Ba. Thiệu Bình Ba hơi ngã người ra sau, hình như muốn né tránh hiểm nghi, chẳng qua cuối cùng vẫn đưa tay bắt lấy eo mềm của nàng, mỉm cười. Tô Chiếu thuận thế nhẹ nhàng dựa sát vào ngực của y, hai người ôm lấy nhau, thân mật cùng nhau. Chàng sẽ không ghét bỏ ta, sẽ lấy ta đúng không? Tô Chiếu ở trong ngực y nỉ non hỏi, Thiệu Bình Ba, ta đã nói rồi, không phải nàng thì không cưới, nhưng nàng phải biết, bây giờ không phải lúc, nếu ta không có đủ thực lực, nàng cũng không có cách nào thoát khỏi tổ chức của các nàng cả tất cả những chuyện chúng ta làm bây giờ đều là vì ta cũng là vì nàng và cũng là vì tương lai của chúng ta tô chiếu khẽ thở dài chỉ mong là vậy thiệu bình ba hình như nàng không tin ta cho lắm không có tô chiếu nhẹ nhàng lắc đầu nhắm mắt lại có chuyện nàng vẫn muốn hỏi cũng muốn làm nhưng nàng cố kỵ thân phận của mình không thể mở miệng được sợ bị coi thường yên lặng ôm nhau một lúc thiệu bình ba bỗng ho khan đẩy nàng ra sau khi kiềm nén tiếng ho hỏi tình huống của ngưu hữu đạo bên kia thế nào rồi tô chiếu nhìn y lắc đầu chàng đó ta thấy ngưu hữu đạo đã thành tâm bệnh của chàng rồi vừa nghĩ tới hắn lửa trong lòng chàng lập tức dâng lên rồi không nhịn được ho khan thiệu bình ba quay đầu bắt lấy chén trà nhấp một ngụm trà thấm giọng nàng suy nghĩ nhiều tô chiếu quận thanh sơn bên kia ta đã phái người ở bên kia nhìn chằm chằm căn bản chưa từng gặp qua bóng của ngưu hữu đạo nơi hắn ẩn nấp đề phòng xâm nghiêm tu sĩ mấy môn phái đều tập trung ở đó, căn bản không có cách tiếp cận được, cũng không biết hắn trốn ở trong đó làm gì. Xem chừng, có lẽ hắn tự tại hơn chàng nhiều lắm, không có chuyện thế tục phiền nhiễu, hình như vẫn luôn một mực trốn ở trong núi thanh tu. Hắn có đầu rút cổ không ra kiểu này, không lộ ra chút sơ hở nào, ta cũng không làm gì được hắn. Thiệu Bình Ba im lặng không nói gì, phát hiện mình ăn thiệt thòi là ăn thiệt thòi ở chỗ này, những chuyện linh tinh đã có thương triều tông quản lý, một tu sĩ như nghiêu hữu đạo, vừa không thống lĩnh quân đội, vừa không chủ trì chính vụ, coi như người muốn học người ta thả ra loại đồn đại gì, cũng là hắt nước bẩn lên người thương Triều Tông, đối với như hữu đạo mà nói căn bản không có ảnh hưởng gì. Bây giờ người ta ngay cả bọt cũng không bốc lên, người càng tìm không thấy sơ hở để ra tay. Vẫn còn canh cánh trong lòng, tô chiếu hỏi một tiếng, vừa động viên an ủi, chàng yên tâm đi, hắn không có khả năng vĩnh viễn trốn tránh không ra, rồi sẽ có lúc phải lộ diện, thể nào cũng sẽ tìm được cơ hội ra tay thiệu bình ba thề thốt phủ nhận không có ta đang nghĩ tình huống của thương triều tông bên kia và tình huống của bắc châu gần như tương tự có thể nói là đồng mệnh tương liên vấn đề chiến mã này chỉ sợ bọn họ cũng cần nàng không ngại để ý xem sao ừ tô chiếu gật đầu suy nghĩ hít sâu một hơi thiệu bình ba hỏi tiếp đúng rồi lệnh hồ thu kia có thể giới thiệu gặp mặt giúp ta không y vẫn luôn cảm thấy hứng thú đối với người này muốn nhờ tô chiếu giúp đỡ mời chào nhưng mà tô chiếu cũng không có biện pháp gì cho nên y muốn gặp mặt lệnh hồ thu một lần, muốn nhìn xem có thể tự mình ra tay giải quyết không. Tô Chiếu cười khổ, buông tiếng thở dài, nói chàng đừng giận nhé. Giận ư, thiệu bình ba kinh ngạc, chẳng qua chỉ là giới thiệu gặp mặt không thành, làm sao đến mức làm ta nổi giận. Tô Chiếu, tìm hắn ta, để cho người ta chào hỏi với hắn ta, nói chàng muốn gặp hắn ta một lần. Hắn ta lại nói, phàm phu tục tử như chàng vậy có gì hay mà gặp. Hắn ta nói hắn ta chỉ liên hệ cùng người trong giới tu hành, hắn ta còn cố ý nhấn mạnh, nói có quen biết với trưởng môn Hoàng Liệt của Đại Thiền Sơn, nói Hoàng Liệt ít nhiều gì vẫn sẽ cho hắn ta vài phần mặt mũi. Còn nói cái gì trong thiên hạ nhiều người như vậy, mỗi người đều muốn quen biết hắn ta mà nói, cũng không quen biết hết. Thiệu Bình ba nghẹn họng im lặng, ẩn ý trong lời nói của vị kia rất rõ ràng, chướng mắt phàm phu tục tử như y. Nhắc tới Hoàng Liệt, thì ẩn ý càng rõ ràng hơn, chẳng qua người chỉ là chó săn của Đại Thiền Sơn, ta và chủ tử sau lưng ngươi có quen biết là đủ rồi, cần gì phải kéo quan hệ với người nữa. Thiệu Bình Ba cười lạnh một tiếng, trong lòng mơ hồ có lửa giận, chẳng qua nghĩ lại cố nén xuống, nghĩ lại người ta nói cũng chẳng sai, không cần lôi kéo làm quen với kẻ thế tục này làm gì. Nếu có chuyện gì, người ta trực tiếp tìm thế lực sau lưng kẻ thế tục là được rồi. Thế lực sau lưng đã lên tiếng, người dám không nghe ư? Xem ra không có cơ hội gì, là ta nghĩ nhiều rồi. Thiệu Bình Ba nhàn nhạt một tiếng, Tô Chiếu thở dài, người này đều có giao tình cùng với người của các bên bối cảnh phức tạp, ta cũng không biết rõ mạng lưới quan hệ của hắn ta, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Theo ý ta, xem tình huống thế nào rồi tính cũng không muộn, không cần phải gấp gáp nhất thời làm gì. Thiệu Bình Ba hừ lạnh, một ngày nào đó, sẽ có lúc hắn ta phải đến cầu xin ta, ngược lại ta muốn xem xem hắn ta làm sao nuốt lại những lời này. Tô Chiếu hơi cười khổ khẽ lắc đầu, phát hiện vị này cái gì cũng được, chỉ là lòng giả có hơi kém thế đấy, quá đa nghi tâm cao khí ngạo, nếu không làm sao đến mức bị tức đến phun máu. Từ quận thành trở về, như hữu đạo về tới trang viên trong núi. Một trang viên không tính lớn, cũng không tính là xa hoa, đơn giản thanh lịch, hoa cỏ cây cối tô điểm, xây trên đỉnh núi, địa thế tương đối cao, có thể nhìn sơn cảnh xung quanh, có thể trông thấy hình dáng quận thành quận thanh sơn từ phía xa. Trang viên này hoàn thành vào 3 tháng trước, như hữu đạo vào ở đã hơn tháng. Nhân viên có liên quan cũng cùng vào ở theo, thường thục thanh cũng đi theo tiến vào chỗ này, ngươi cũng không tiện để quận chúa người ta tiếp tục ở lại nhà tranh đúng không thương thục thanh cũng bá chiếm một đình viện nho nhỏ rất lịch sự tao nhã tiến vào trang viên nghiêu hữu đạo đầy bụng tâm sự đi tới thuận miệng dặn dò mô tam lưỡng một tiếng đi mời trưởng môn ba phái tới một chuyến dạ mô tam lưỡng vâng dạ bước nhanh rời đi nghiêu hữu đạo khoanh một tay tản bộ đến một đình đài lầu các chỗ này chính là nơi tuyệt hảo để thưởng thức sơn cảnh xung quanh dựa vào thành lan can có thể nhìn thấy tất cả sự hùng tráng và tú lệ của dãy núi chập trùng biết trưởng môn của ba phái sắp tới hắc mẫu đơn vội vàng đi chuẩn bị nước trà không bao lâu phí trường lưu trịnh cửu tiêu và hạ hoa các dẫn theo mấy người tới đệ tử trong môn dừng bước ở bên dưới lầu các ba người thì phi thân bay lên trên ban công xoay người rơi vào bên cạnh nghiêu hữu đạo hạ hoa nhìn chung quanh một vòng mặc dù không phải nơi trung linh dục tú gì nhưng cũng có một phen tình thú đặc biệt nơi này xem như không tệ nghiêu hữu đạo quay đầu cười nói nhà của ba người các người xây dựng cũng gần xong rồi nhỉ hạ hoa, còn thiếu chút nữa. Nghiêu hữu đạo cười ha ha, ai bảo các người nhất định phải làm lớn như vậy. Hạ hoa, không đơn giản như người vậy, chỗ này của ngươi có bao nhiêu người, tùy tiện xây thế nào cũng được, nhưng trong môn bọn ta nhiều đệ tử như vậy, không thể vẫn luôn đi tới đi lui ở trong sơn động chứ, dù sao cũng phải có chỗ đặt chân mới được. Phí trường lưu hỏi một câu, mời bọn ta đến có chuyện gì? chương 359, lệnh hồ thu một Lúc này, hắc mẫu đơn bưng nước trà đi lên, Nghiêu hiểu đạo xoay người, để mấy vị đứng đấy không phải đạo đãi khách, mời ngồi vừa uống vừa nói. Mấy người ngồi xuống, hắc mẫu đơn ở bên cạnh châm trà. Lần lượt uống qua mấy hớp, Nghiêu hiểu đạo buông chén trà xuống nói, một năm qua ta vẫn luôn bế quan tu luyện, chưa từng hỏi qua chuyện gì bên ngoài. Vừa rồi ta đến quận thành, hơi hỏi tới xem sao, mới biết nhu cầu về chiến mã của vương gia bên kia như lửa xém lông mày, việc này liên quan đến an nguy của hai quận. Các người lại chậm chạp không cho câu trả lời chắc chắn, Vương gia lại không tiện bước bách các người, mời chư vị tới là muốn hỏi xem sao, cuối cùng chuyện mua chiến mã là thế nào. Nói đến đây, sắc mặt ba người rõ ràng hơi trùng xuống. Hạ Hoa lắc đầu, tình huống không ổn, rất phiền phức, tương đối rắc rối. Bên kia dù sao cũng cách xa, chúng ta lại là thế lực từ bên ngoài đến, hành động ở Tề quốc bên kia hơi khó khăn. Bọn ta cộng thêm Thiên Ngọc môn, bốn nhà đã hao tổn năm sáu trăm tên đệ tử, tổn thất nặng nề. Nghiêu hiểu đạo, rắc rối giàu sao cũng phải có cách giải thích chứ. Ta nói các người nghe, nếu không giải quyết việc này, một khi đất đai hai quận không nằm trong sự khống chế của chúng ta, chúng ta đều phải trở thành chó nhà có tang, chớ đừng nói tới cái gì mà an tâm tu luyện, đều chuẩn bị chạy trối chết đi thôi. Trịnh cửu tiêu, làm sao bọn ta lại không muốn nhanh chóng giải quyết việc này chứ, việc này ngày nào chưa giải quyết, thì ngày đó thiên ngọc môn không được lợi, trên dưới ba phái nhiều người như vậy đều phải xài tiền, người cho rằng bọn ta không gấp sao. Nghiêu Hữu đạo gõ gõ ngón tay lên bàn, đừng có tố khổ với ta, đều là tự chuốc lấy, giờ phải hỏi, mấu chốt của vấn đề nằm ở đâu. Phí trường lưu, một đống vấn đề đấy, đầu tiên là tề quốc bên kia. Phần lớn đất đai của tề quốc đều là thảo nguyên nông trường, lương câu vô số, cho nên tới tề quốc mua sắm chiến mã thật ra không thành vấn đề, mấu chốt của vấn đề chính là làm thế nào để vận chuyển chiến mã ra khỏi tề quốc. Hạ hoa oán hận nói, tề quốc này chính là cái hố to, hố chết người không đền mạng, nội bộ bỏ mặc chuyện mua bán ngựa để cho người vui vẻ đi mua nhưng cuối cùng ai cũng đừng mơ tùy tiện vận chuyển chiến mã ra khỏi biên giới địa thế của Tề quốc bên ngoài phần lớn đều bị Sa Mạc Minh Mông vây quanh muốn vận chuyển chiến mã ra khỏi Sa Mạc Minh Mông này cơ bản là không có khả năng còn bởi vì nguyên nhân địa thế không có nhiều thông đạo đi ra bên ngoài lắm bên kia đã phái trọng binh canh chừng cẩn thận cửa ra vào của một vài thông đạo ai cũng đừng mơ tùy tiện trộm đưa chiến mã ra khỏi biên giới. Trịnh Cửu Tiêu thở dài, chiêu này của Tề Quốc thật quá độc ác, để cho ngươi dùng tiền mua ngựa, nhưng lại không thể vận chuyển ngựa ra ngoài, cuối cùng, tiền của ngươi cũng là của bọn họ, ngựa vẫn là của bọn họ. Thật ra tình huống cũng rất đơn giản rõ ràng, tùy tiện nói thì sẽ hiểu, Nhiều Hữu Đạo nhíu mày suy nghĩ một lát, chậm chậm hỏi, chẳng lẽ ngoại trừ con đường tắt bình thường giữa các quốc gia kết giao mua bán ra, thì không ai có thể tự mình vận chuyển ngựa ra ngoài sao? Phí trường lưu cũng không phải là không có, hoàn toàn ngăn chặn là không thể nào, điều kiện tiên quyết là ngươi có thể đả thông quan hệ về phương diện này thật sự có thể khơi thông quan hệ đương nhiên là có thể vận chuyển ra rắc rối là rắc rối ở phương diện này phương hướng quản chế trọng điểm của tề quốc không dễ dàng đả thông quan hệ như vậy cho dù có thể đi ra còn có một vấn đề đường xá xa xôi cửa ải của các quốc gia dọc trên con đường này cũng cần khơi thông quan hệ hai thiên ngọc môn cũng đau đầu việc này lắm như hữu đạo kêu hắc mẫu đơn lấy bản đồ đến rồi treo ở trong các chắp tay đứng trước bản đồ nhìn chằm chằm, cau mày. Đúng lúc này, Ngô Tam Lưỡng đến báo, đạo ra, bên ngoài có người đến đây bái phỏng, nói là lệnh hồ thu của Tấn Quốc, cũng không biết là thật hay giả. Nghe thấy tên lệnh hồ thu, phí trường lưu, trịnh cửu tiêu và hạ hoa đều nhìn nhau ngạc nhiên, hình như thấy không dám tin. Ngưu Hữu đạo cũng thấy kỳ quái, nghe được vấn đề trong lời Ngô Tam Lưỡng nói, cái gì gọi là không biết là thật hay giả. Quay đầu lại hỏi, lệnh hồ thu rất nổi danh ư ngô tam lưỡng liên tục gật đầu rất nổi danh đấy ạ à, chỉ nghe tên chớ vô duyên nhìn thấy cho nên không biết người tới là thật hay giả nghiêu hữu đạo ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía ba vị trưởng môn ở đây có vẻ như đang hỏi các người có biết hay không hạ hoa đứng dậy mở miệng lệnh hồ thu chính là danh sĩ tấn quốc người này giao thiệp rất rộng bạn bè khắp thiên hạ từng nghe qua đại danh của hắn ta nhưng chưa bao giờ từng gặp mặt trịnh cửu tiêu nói người này là lái buôn nổi danh trong giới tu hành mặc dù bản thân không có thế lực nào, nhưng quan hệ nhân mạch rất lớn, không thể khinh thường. Phí trường lưu, nghe nói người này đều có giao tình với người của các mặt trong giới tu hành, nói là cái gì mà bạn bè khắp thiên hạ, đi đến đâu cũng có bạn bè. Từ những gì ba người này nói, Nghiêu Hiếu Đạo Đại Khái hiểu ra lệnh Hồ Thu là người như thế nào, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về người này, ở trong thượng thanh thập di lục của thượng thanh tông thế mà chưa từng thấy miêu tả. Chính vì vậy, hắn ngược lại thấy hơi buồn bực, hỏi ngô tam lưỡng, người xác nhận là tới bái phòng ta, chứ không phải tới bái phòng bọn họ. Ngón tay chỉ về phía ba người phí trường lưu, ngô tam lưỡng trả lời, hắn ta chỉ đích danh là tới bái phòng đạo gia ngài. Ba người phí trường lưu cũng nhìn nhau, xem dáng vẻ này, như hữu đạo căn bản không biết lệnh hồ thu kia, nếu thật là lệnh hồ thu, chạy tới bái phòng như hữu đạo làm gì. Chẳng lẽ muốn làm quen với như hữu đạo à, nếu thật vậy mà nói, trong lòng ba người thấy hơi khó chịu, điều này chứng tỏ cái gì chứng tỏ lệnh hồ thu người ta cho rằng nghiêu hữu đạo có sức ảnh hưởng hơn bọn họ chứ sao? nghiêu hữu đạo vẫn thấy khó có thể tin, nhìn về phía ba người bọn họ, hỏi, không phải tới bái phỏng các người, mà tới bái phỏng ta. các người cảm thấy vị này là có ý gì? hạ hoa chợt vui mừng nói, hình như cũng không khó giải thích. nghiêu hữu đạo, giải thích thế nào? hạ hoa hơi diếu diếu nói, ba môn phái bọn ta cũng không có danh khí lớn như vị, đạo gia, ngài làm không tốt lệnh hồ thu này ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói tới tên của ba phái bọn ta. Người thì khác, giết sứ thần Yến Quốc, huyền náo oanh oanh liệt liệt, đó là cả thiên hạ đều biết còn gì. Còn có lời đồn về băng tuyết các kia nữa, đoán chừng muốn chưa từng nghe nói đến người cũng khó. Như hữu đạo á khẩu không trả lời được, chợt ha ha một tiếng, cười tự diễu, nếu thật như vậy, vậy thật đúng là chuyện tốt không ra khỏi cửa tiếng giữ đồn sang ngàn dặm Nói thật, các người có ai từng nhìn thấy hắn ta chưa, nếu không ai biết người tới là thật hay giả. Hạ Hoa và phí trường lưu lắc đầu, đều tỏ vẻ mình chưa từng thấy bao giờ. Trịnh Cửu Tiêu nói, ta ngược lại thật ra từng gặp hắn ta hai lần, có điều chỉ là đứng nhìn từ xa, chưa từng bắt chuyện bao giờ, cho nên không thể nói là nhận ra được, chẳng qua nhận ra hay không cũng không thành vấn đề, có phải người thật hay không, gặp một lần sẽ biết. Khách quý đến nhà, tại sao lại đến đây? Ta không tin cái gì mà từ xa chạy tới chỉ để làm quen với người kết thành bằng hữu, chuyện này nhàm chán cỡ nào. Như hữu đạo có vẻ như tự lầm bầm một tiếng, hạ hoa khoanh hai tay lại, nhưng người này nổi danh là thích kết giao bằng hữu, thật sự là hắn có cái miệng dẻo quẹo, không có lý do ngoại lệ với người đâu. Thật hả, người này hơi thú vị nhỉ, khóe miệng như hữu đạo vỉnh lên, hắn cũng là người thích kết giao bạn bè, hai người có thể nói là có chỗ tương đồng, thứ đồ chơi, đồng đạo đồng lòng, thú vị đáng giá này, nhưng so ra vẫn kém hơn trình độ biến thái của tên kia, không khỏi từ từ quay đầu, vừa nhìn về phía bản đồ, ánh mắt vừa lập lè, sau khi suy nghĩ một lúc, hỏi, mấy người tới. chương 360, lệnh hồ thu 2, ngô tam lưỡng, chỉ có 3 người, ngoại trừ bản thân hắn ta, bên cạnh còn có hai nữ tử sinh đôi xinh đẹp cùng đi theo. Trịnh Cửu Tiêu nói, vậy thì càng không sai đâu, ta từng gặp hắn ta hai lần, bên cạnh hắn ta hoàn toàn chính xác có đi theo hai nữ tử sinh đôi rất đẹp, nghe nói thì nữ thiếp thân của hắn ta, hình như tên là Hồng Tụ, Hồng Phất gì đó. Ba người, Ngưu Hữu Đạo lại nói thầm một tiếng, giơ tay lên một cái, cho mời. Dạ, Ngô Tam Lưỡng vâng dạ, sau đó nhanh chóng rời đi. Thấy Ngưu Hữu Đạo khoanh một tay đứng trước bản đồ không có phản ứng, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ba người phí trường lưu nhìn nhau, Trịnh Cửu Tiêu nói, trước mặt người này không tiện khinh thường, tự mình đến nhà, có phải chúng ta nên ra nghênh đón người ta hay không? Ừm, cũng đúng, không nên thất lễ. Ngưu Hữu Đạo xoay người, cười nói, đi, cùng ra nghênh đón vị danh sĩ tấn quốc này đi mấy người ra khỏi trang viên, đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Chỉ chốc lát sau, mấy bóng người phi thân lên núi, người dẫn đầu chính là Ngô Tam Lưỡng, nhìn thấy đám người như hữu đạo đứng ở cửa ra vào chờ đợi, dẫn theo ba người sau lưng rơi xuống trước cửa ra vào. Tân khách gặp nhau, đều đang quan sát lẫn nhau. Khách đến mặc áo bào xanh, búi tóc cài châm gỗ, mày rậm mắt to, hai mắt có thần, nhìn ít nói chỉnh tề, còn cho người ta cảm giác không bị trói buộc. Hai nữ tử sau lưng có dáng dấp giống nhau như đúc, đều là toàn thân áo trắng như tuyết, xinh đẹp hào phóng, chỉ là một người có dáng vẻ lạnh như băng, một người thì trên mặt từ đầu đến cuối đều mang ý cười nhàn nhạt, nhạt. Nhìn hai nữ tử này thì biết ngay là tỉ muội song sinh. Nói là nữ tử, thật ra tuổi tác cũng không còn nhỏ, trông bề ngoài đã là phụ nhân luống tuổi. Ba vị khách đến thăm vừa rơi xuống đất, Ngưu Hữu đạo bèn nghiêng qua Trịnh Cửu Tiêu một cái, Trịnh Cửu Tiêu khẽ vuốt cằm, tỏ vẻ không sai, quả thật chính là Lệnh Hồ Thu. Ánh mắt Lệnh Hồ Thu nhìn quét qua mấy người cũng lập tức rơi vào trên người như hữu đạo đứng giữa mấy người, hình như liếc mắt một cái bèn nhận ra chính chủ, trong lòng thầm nói một tiếng, lời đồn đãi không giả, quả nhiên trẻ tuổi. Đạo gia, vị này chính là danh sĩ tấn quốc lệnh Hồ Thu Tiên Sinh. Ngô Tam lưỡng tiến lên giới thiệu thay như hữu đạo, như hữu đạo lập tức tiến lên chắp tay cười nói, kính đã lâu kính đã lâu, tại hạ như hữu đạo, mến đại danh của lệnh Hồ Tiên Sinh đã lâu, hôm nay được gặp, Tam sinh hữu hạnh. Lệnh Hồ Thu cười ha ha, nói quá sự thật rồi, chẳng qua chỉ là một tán tu mà thôi, không nhắc tới cũng được. ngược lại là nhiêu huynh đệ, đây mới thực sự là anh hào danh dương thiên hạ, sứ thần một nước mà cũng coi như bình thường, tiện tay tàn sát, còn có thể toàn thân trở ra, hào hùng như thế, lệnh hồ là tuyệt đối không dám có. hai người tân bốc lẫn nhau một phen, nhiêu hữu đạo lại giới thiệu đám người phí trường lưu bọn họ, lệnh hồ thu lập tức tỏ vẻ kinh ngạc không thôi, kính đại danh của ba vị trưởng môn đã lâu, không ngờ lại gặp nhau ở đây, hân hạnh, hân hạnh. Ba người phí trường lưu đương nhiên cũng khách sau một phen, trong lòng lại thấy rõ ràng, người ta chỉ là khách sáo mà thôi, thiên hạ có nhiều môn phái như vậy, chỉ sợ chưa hẳn đã nghe nói đến bọn họ. Trên thực tế đúng là như thế, ba người hiểu rõ ràng, trong lòng cũng thừa nhận, thật muốn bàn về thanh danh mà nói, chắc chắn không bằng nhiêu hữu đạo, như lời lệnh Hồ Thu đã nói, người ta là giết sứ thần Yến Quốc mới danh dương thiên hạ, thiên hạ thật đúng là không có mấy người dám lấy loại phương thức này để dương danh. Không biết hai vị giai lệ này là... Ngưu Hữu Đạo nhìn về phía tỉ muội sinh đôi kia, biết rõ còn cố hỏi một tiếng. Lệnh Hồ Thu cười cười, nghiêng người tránh ra. Hai phụ nhân kia lập tức tiến lên, nhẹ nhàng hành lễ tiểu tì hồng tụ, hồng phất, ra mắt công tử, ra mắt ba vị trưởng môn. Nếu biểu lộ là thân phận hạ nhân, mấy người cũng bèn không tiện quá khách sáo, gật đầu tỏ ý đáp lại. Chào hỏi khách sáo hai câu ở cửa ra vào là được rồi, đây không phải nơi để nói chuyện, Ngưu Hữu Đạo tự nhiên mời khách vào trang viên. Đám người đi vào trên đài ngắm cảnh lần nữa, đồ uống trà bầy trên bàn trước đó đã dọn xuống, hắc mẫu đơn chuẩn bị dâng nước trà lên lần nữa. Năm người ngồi vây quanh bàn uống trà ở trên lầu các nhìn sơn cảnh, lệnh hồ thu mở miệng khen, nơi tốt. Nghiêu hữu đạo cười hỏi, không biết lệnh hồ tiên sinh đến đây có gì chỉ giáo. Chưa nói tới chỉ giáo, lúc trước Nghiêu huynh giết yến sứ, lúc thanh danh vang dội, ta đã muốn đến kết bạn, ai ngờ sau này Nghiêu huynh lại đến băng tuyết khắc dương danh, lời đồn ầm ý, khiến cho ta thấy hơi kiêng kỵ, ta cũng không dám trêu chọc vào băng tuyết các, cho nên tạm thời quan sát, đợi tình thế lắng xuống rồi, vừa lúc băng qua nơi đây, thuận đường tới chơi. Lệnh Hồ Thu nói ngược lại là lời nói thật, nhiều hiếu đạo giết yến sứ danh dương thiên hạ, làm cho không ít người kinh ngạc nghe ngóng, nhiều Hữu đạo, là ai, vậy mà lại có lá gan lớn như thế, cũng dẫn tới sợ chú ý của hắn ta, lúc ấy hắn ta đã có suy nghĩ muốn đến làm quen kết làm bạn bè. Có điều khi đó nhiều hiếu đạo ẩn nấp khắp nơi không để lộ hành tung, cũng không phải ai muốn tìm thì có thể tìm được, nếu không Nghiêu Hữu Đạo đã sớm bị triều đình Yến Quốc ra tay xử lý. Đợi đến khi Nghiêu Hữu Đạo xuất hiện tung tích ở băng tuyết các, triều đình Yến Quốc thế mà lại không thể làm gì Nghiêu Hữu Đạo, càng dẫn tới hứng thú của hắn ta nhiều hơn. Làm một người thích đến mức muốn kết làm bạn bè, biết rõ, có một số người muốn làm quen phải tranh thủ thật sớm, thật sự chờ đến tương lai, chỉ sợ có thể sẽ không với cao nổi. Ai ngờ người còn đang ở trên đường, băng tuyết các bên kia đột nhiên lại xuất hiện lời đồn gây bất lợi cho Ngưu Hữu Đạo, lệnh Hồ Thu đổ một giọt mồ hôi, loại tình huống này mà kết giao là tự tìm phiền phức, băng tuyết các há lại dễ trêu như vậy. Hắn ta đành phải tạm thời dần xuống tâm tư kia, chuẩn bị tạm thời quan sát tình huống rồi hắn nói. Tròn một năm trôi qua, cũng chưa thấy băng tuyết các có thể làm gì Ngưu Hữu Đạo, hắn ta biết đầu ngọn gió chắc đã đi qua rồi, thế là lại chạy tới. Chuyện đại khái là như vậy, Ngưu Hữu Đạo lắc đầu liên tục khoát tay nói, Lệnh hồ tiên sinh treo việc này ở ngoài miệng, thật sự làm ta xấu hổ, nếu không vì bất đắc dĩ, ta cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Làm còn có thể sống được, chính là như vậy. Lệnh hồ thu dơ ngón tay cái lên, lại cười hỏi những người khác, các người nói có đúng hay không? Ha ha, đám người phí trường lưu hoặc cười cười từ chối cho ý kiến, hoặc khẽ gật đầu. Nghiêu hiểu đạo đổi chủ đề, tiên sinh nói là băng ngang qua nơi đây, không biết muốn đi phương nào. Lệnh hồ thu chỉ vào dãy núi, phóng khoáng nói, người như ta đây không có mục đích gì đi xung quanh du lịch thôi nghiêu hữu đạo nghe nói tiên sinh có bạn bè ở khắp thiên hạ nhân mạch cực lớn không biết là thật hay giả lệnh hồ thu khoát tay chưa nói tới nhân mạch gì đó vài người bạn nể mặt cho mấy phần mặt mũi thôi nghiêu hữu đạo lập tức hỏi không biết tiên sinh có người bạn nào ở tề quốc không lời này vừa nói ra ba người phí trường lưu lặng lẽ nhìn nhau dường như đoán được tính toán của hắn cũng đều nghi ngờ không biết có phải đoán sai rồi không vừa gặp mặt còn chưa tán gẫu được mấy câu, đôi bên còn chưa quen thuộc với nhau, đã trực tiếp kêu người ta giúp đỡ làm chuyện đó. Lệnh hồ thu hơi sừng sốt, nghiêng đầu đưa mắt nhìn tấm bản đồ treo lơ lửng trong các, cũng mơ hồ nghi ngờ suy nghĩ của Ngưu hữu đạo, không dám xác nhận, vô thức bưng trà từ từ nhấp hai hớp, chưa lại ít thời gian cho mình suy nghĩ phản ứng. Buông chén trà xuống, mỉm cười trả lời, cũng có quen vài người bạn ở đó, nhiều lão để có việc gì ư. Ngưu hữu đạo, lệnh hồ tiên sinh quả nhiên anh minh, có một chuyện muốn nhờ tiên sinh giúp đỡ, không biết tiên sinh có thể bằng lòng giúp đỡ một lần không?" Chương 361, đó là khẩu vị của ta." Lệnh Hồ Thu hơi cảnh giác nói, không ngại thử nói xem xem là chuyện gì trước đã. Nghiêu Hữu đạo đưa tay nhấc ấm trà, đích thân châm trà cho hắn ta, "Trước mặt tiên sinh, ta sẽ không quanh co lòng vòng, ta cống hiến cho Dung Bình Quận Vương của Yến Quốc, bây giờ nhu cầu cấp bách của vương gia là chiến mã, ta há có thể ngồi yên không đếm xỉa đến." Tề Quốc thừa tuấn mã, kính xin tiên sinh vui lòng giúp đỡ. Ba người phí trường lưu từng người từ từ bưng chén trà lên, từ từ uống, dáng vẻ coi không nghe thấy gì hết. Lệnh hồ thu im lặng nhìn như hữu đạo, trong lòng thầm nói, đây là ai vậy, bộ chúng ta thân quen lắm sao. Vừa gặp mặt đã kêu ta giúp người làm việc, người thật đúng là không khách khí nhỉ. Như hữu đạo cũng không tị hiểm ánh mắt của y, cái kiểu nhìn như thể xem người có thành tâm hay không. Ta và trưởng môn bành lục tại có quen biết với nhau, Lệnh Hồ Thu im lặng một chút rồi nói. Ba người phí trường lưu ngẩng đầu lên nhìn y, như hữu đạo cũng vậy. Thật ra năm ngoái bành trưởng môn có đến tìm ta, cũng là vì việc này. Nhưng đây không phải là việc nhỏ, mà nó có liên quan đến quốc sách nước tề. Nếu là việc nhỏ, ta còn có thể tìm bạn bè hỗ trợ khai thông một chút, mọi người mắt nhắm mắt mở cho qua, nhưng nhu cầu của các ngươi thật sự quá lớn, bên phía nước tề không ai dám đứng ra gánh trách nhiệm này. Quan trọng là ta không thể để liên lụy đến người khác. Cho nên, ta cũng đành xin lỗi bành trưởng môn, lệ hồ thu nói chuyện này, chính là hy vọng nghiêu hữu đạo biết khó mà lui. Ai ngờ nghiêu hữu đạo lại hỏi, không biết cái một chút mà lệnh hồ tiên sinh lấy được là bao nhiêu. Lệnh hồ thu giật mình, phát hiện người này đúng là không thức thời, cao mày nói chỉ mấy trăm thất mà thôi. Nghiêu hữu đạo hỏi con số cụ thể là mấy trăm. Lần này lệnh hồ thu im lặng, nhìn ánh mắt chờ đợi của nghiêu hữu đạo, y ngập ngừng một chút rồi nói khoảng ba bốn trăm, tối đa không quá năm trăm. Con số này đối với các ngươi mà nói thì không thể tạo thành quy mô gì, cũng không có tác dụng gì lớn. Thậm chí con số mấy trăm này cũng không tiện đưa ra một lần, phải chia thành nhiều đợt. Bằng không, muốn qua cửa ải của các nước khác cũng không dễ dàng gì. Thật ra, mấy trăm chiến mã, nói tiền thì cũng không đáng bao nhiêu. Quan trọng là phiền phức, y muốn để như hữu đạo tự mình phỏng đoán, vì mấy trăm con chiến mã hại ta phiền phức như vậy, người cảm thấy thích hợp sao? Bành tại hữu cũng vì nguyên nhân này mà bỏ cuộc, cũng không thể vì mấy trăm con chiến mã mà giày vò người khác. Như Hữu đạo lại gật đầu, vui vẻ nói, có 500 con là đủ rồi. Phí Trường Lưu, Hạ Hoa, Trịnh Cửu Tiên đều quay sang nhìn hắn. 500 thất ngựa là đủ sao? Lệnh Hồ Thu ngạc nhiên, cho là mình nghe nhầm, 500 thất ngựa là đủ. Bành Tại Hữu nói ít nhất phải cần một vạn thất ngựa. Hai người các ngươi nói con số có phải là chênh lệch quá nhiều hay không? Như Hữu đạo cười nói, không nhiều, không nhiều, cũng không sai đâu. Lệnh Hồ Tiên Sinh chắc cũng không rõ, chỗ dựa chân chính Thiên Ngọc Môn chính là vương gia, Thiên Ngọc Môn tất nhiên là phải xuất lực vì vương gia. Thiên Ngọc Môn chỉ tặng cho vương gia có 500 thất ngựa, không khỏi quá ít rồi. Ha ha, nhưng ta thì khác, chỗ tốt mà ta nhận được từ chỗ vương gia kém hơn so với Thiên Ngọc Môn, có thể mua được 500 thất ngựa cũng đã là tâm ý của ta rồi. Mặc dù ít một chút, nhưng ít ra có thể chứng minh ta nhận chỗ tốt không uổng phí. Hắn nói xong, liền đứng lên chắp tay, không người nói, việc này khẩn cầu lệnh hồ tiên sinh tương trợ. Ba người phí trường lưu nhìn nhau, không biết hắn rốt cuộc muốn dở trò quỷ gì. Nhưng nói đi thì cũng nói lại, đám người băng tuyết các cũng coi như nhìn thấu năng lực của hắn. Nếu không, làm sao có thể chịu phục nghiêu hữu đạo chứ? Gương mặt lệnh hồ thu biến ảo nhiều lần, có mấy lời đã nói ra thì không thu về được, y đã nói y có thể làm được, nếu đổi ý không chịu làm, lần này y khỏi cần đến, bằng hữu cũng không cần kết giao y có cảm giác lấy đá đập chân mình sớm biết như vậy y sẽ không nói ra mấy trăm con ngựa nói xong rồi không làm được chẳng phải sẽ không xong sao sau nghĩ một chút y cười khổ lão đệ đã nói đến mức như vậy nếu ta còn không đồng ý dường như có chút cạn tình quá ngươi ngồi xuống đi có việc gì từ từ nói không cần phải hành lễ như vậy nghiêu hữu đạo đứng thẳng người vậy ta xin cảm ơn trước ngồi xuống nói ngồi xuống nói một tay lệnh hồ thu liên tục ra hiệu ngồi xuống sau khi ngồi xuống, như hữu đạo lại hỏi, không biết khi nào ta mới có được 500 chiến mã đó. Lệnh hồ thu thở dài, nếu chỉ là 500 thất ngựa, ta thấy cũng không cần thiết phải chạy đến nước tề. Đường đã xa, đến đó cũng nhiều gặp nhiều rắc rối. Ngươi chỉ cần 500 con, ta cũng có quen biết một số người trong nước Yến bọn họ sẽ chuẩn bị cho ngươi. Mà không được, cảnh nội nước Yến không ổn, về sau đại quân hai nước đánh nhau, ta sợ trong ngoài không phải người. Nước triệu đi, nước triệu ở kế bên, cũng gần với các ngươi. Trong vòng một tháng, ta sẽ đưa cho ngươi 500 chiến mã từ nước triệu, ngươi xem thế nào. Lệnh hồ thu cười nói, như hữu đạo vui mừng đáp, vậy thì tốt rồi, ta không sợ phiền phức ở phía nước tề. Mấy chuyện phiền phức đó ngươi cứ giao cho ta làm, 500 thất ngựa của nước triệu, 500 thất ngựa của nước tề, ta có thể nộp đủ 1.000 chiến mã, đúng là không thể nào tốt hơn. Ba người phí trường lưu liền bừng tỉnh, rốt cuộc hiểu rõ ý đồ của Ngưu Hữu Đạo. Cả ba ngồi im chẳng khác nào nê bồ tát, không lên tiếng, ánh mắt đảo qua đảo lại hai người như hữu đạo. Lệnh hồ thu không cười nổi nữa, khóe miệng co quắp, ngẩng đầu nhìn trời, cười ha hả một tiếng, sau đó cúi xuống hỏi như hữu đạo, nghe ý của lão đệ, nếu ta lấy ngựa từ quốc gia khác, lão đệ vẫn không vừa lòng, vẫn muốn để ta đến nước tề một chuyến để lấy 500 thất ngựa cho ngươi. Ngươi đã không khách sáo sai bảo ta như vậy, ngươi không sợ ta mệt chết sao? Giọng điệu của y giống như đang nói đùa. Nghiêu hữu đạo nói một cách chân thành, giá tiền có thể thương lượng là được. Lệnh hồ thu nói, ta kiếm 500 thất ngựa cho ngươi ở nước triệu, cũng không có ý định lấy tiền của ngươi. Cứ xem như quà ra mắt, nghiêu hữu đạo nói, một con ngựa vẫn là một con ngựa. Chiến mã là cho vương ra cũng không phải cho ta, phải trả bao nhiêu tiền thì cứ trả bấy nhiêu, không thể để cho lệnh hồ tiên sinh tốn kém được. Lệnh hồ thu bực mình, ngươi hồ đồ thật hay là đang giả bộ hồ đồ, không đúng, vương gia đáng cho ta phải làm mấy chuyện mua chiến mã này sao? Ta chỉ là nể mặt lão đệ nên mới giúp chuyện này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta vì mấy trăm con chiến mã chạy tới chạy lui là vì để kiếm tiền? Tiên sinh, hồng tụ đứng sau lưng y, gương mặt tươi cười tiến lên hai bước, cúi người nói thầm bên tai lệnh hồ thu, tiên sinh, vừa nãy công tử cũng đã nói, hắn không sợ phiền phức ở nước tề. Nếu tiên sinh có chuyện gì phiền toái, cứ giao cho hắn đi làm là được. Nghiêu hiểu đạo như cười như không nhìn nàng, Hồng tụ mỉm cười với hắn, hơi hạ thấp người, sau đó chậm rãi lui về chỗ cũ. Lệnh hồ thu được nhắc nhở, giống như bừng tỉnh, đưa tay vỗ đầu, đúng rồi, lão đệ ngay cả tính mệnh của Yến Sử cũng không để vào mắt, sao có thể để mấy trăm con chiến mã vào mắt chứ? Không có hơn vạn chiến mã, chỉ sợ sẽ không thỏa mãn được khẩu vị của lão đệ. Đúng là ta hồ đồ quá rồi, ánh mắt nghiêu hiếu đạo đảo qua đảo lại trên mặt hai cô gái sinh đôi, chật chập một tiếng, lệnh hồ tiên sinh quả nhiên có phúc lớn. Tư vị được hưởng cả hai chị em song sinh đúng là làm cho người ta phải ao ước, ta đây mà còn tim đập thình thịch. Nếu Lệnh Hồ Tiên sinh thật sự muốn tặng quà gặp mặt cho ta, không biết có thể từ bỏ những thứ mình yêu thích hay không. Chương 362, xin hãy có lòng tin với đạo giác một. Lệnh Hồ Thu cười ha hả, quay đầu lại nói, "Như lão để coi trọng chị em ngươi, đó chính là phúc khí của các ngươi. Các ngươi không ngại suy tính một chút chứ? Không phất làm mặt lạnh, xem như đáp lại như Hữu đạo." Không tụ mỉm cười hạ thấp người nói, chị em chúng ta tuổi tác đã lớn, nhan sắc cũng đã giảm. Công tử vẫn còn đang trẻ trung, chúng ta không dám khinh nhờn công tử. Nghiêu hữu đạo mỉm cười nói, người nói sai rồi, người nào cũng có khẩu vị riêng của người nấy. Hắn đưa tay chỉ hắc mẫu đơn bên cạnh, đây chính là khẩu vị của ta. Hắc mẫu đơn im lặng, thiếu chút nữa chừng mắt với hắn. Người ngại tuổi tác của lão nương quá già rồi sao? Ba người phí trường lưu quay sang nhìn hắn, cũng không biết hắn đang chơi trò gì. Quen biết hắn lâu như vậy, bọn họ đều biết hắn không phải dạng người háo sắc. Thương Thục Thanh vừa lúc đi lên lầu, nghe nói có khách đến, cũng muốn nhìn xem là ai, ai ngờ trùng hợp nghe được câu nói của Ngưu Hữu Đạo, liền cắn môi, im lặng đứng ở bậc cầu thang. Lệnh Hồ Thu bưng chén trà lên nhấp một ngụm, ý cười trên mặt như có như không, không lên tiếng, biểu hiện vô cùng bình tĩnh. Không tụ cười khanh khách, chị em ta chỉ là tỷ nữ bên cạnh tiên sinh, không so sánh được với mấy con chiến mã kia nghiêu hữu đạo nói chiến mã là cho vương gia còn ta thì muốn chị em các ngươi Hồng tụ cũng không tức giận che miệng cười nói khẩu vị của công tỷ chị em chúng ta không đáp ứng nổi khẩu vị của chị em chúng ta rất bình thường sau đó quay sang nhìn lệnh hồ thu đang chậm rãi uống trà rõ ràng muốn nói tuổi tác mà bọn họ thích không khác lệnh hồ thu nghiêu hữu đạo thở dài lệnh hồ tiên sinh bọn họ là tỷ nữ của ngươi xem ra vẫn phải do ngươi mở miệng chỉ cần ngươi đồng ý chắc hẳn bọn họ không có lời nào để nói. Lệnh hồ thu bưng chén trà, cười tủm tìm lão đệ thật sự thích bọn họ. Như hữu đạo gật đầu, có lẽ là ta đã quá đường đột nhưng thật sự tim của ta đập rất nhanh, nhất định phải có được bọn họ. Ta nguyện ra giá 100 vạn kim tệ xem như bồi thường, không biết ý ngươi như thế nào. Lệnh hồ thu chỉ cười nhưng không nói. Như hữu đạo nói tiếp, ta ra giá 500 vạn kim tệ, mời lệnh hồ tiên sinh nhường lại những thứ mình yêu thích. Lệnh hồ thu nói, lão đệ, vẫn nên nói chuyện chính sự đi. Nghiêu Hữu đạo nhìn chằm chằm hai cô gái, gần từng chữ một ngàn vạn. Hắn vừa ra giá, mọi người đều chấn động, ánh mắt hồng tụ, hồng phất đều hiện lên sự kinh ngạc. Ngay cả thương thục thanh đã đến chỗ lan can cũng nhịn không được mà quay đầu nhìn lại. Lệnh hồ thu vô thức nhìn chung quanh một chút, mấy lời của Nghiêu Hữu đạo, nghe qua sao giống như hôm nay không giao hai thị nữ cho hắn thì không thể rời khỏi chỗ này. Nghĩ đến hắn ngay cả yến sử cũng dám giết, trong lòng y không khỏi sinh ra kiêng kỵ nhưng ngoài mặt lại cười ha hả, một ngàn vạn, cho dù là một nước cũng không tùy tiện xuất ra. Không phải ta không tin lão đệ, mà ta chỉ muốn hỏi một câu, lão đệ có thể bỏ ra nhiều tiền như vậy sao? Như Hữu đạo nói, tiền mặt thì không bỏ ra nổi, nhưng vẫn có cái đủ để thay thế một ngàn vạn. Lệnh Hồ Thu cười hỏi, thứ gì có thể đáng tiền như vậy? Như Hữu đạo nói, trên đường ta đến băng tuyết cát, có kết giao với một số người bạn. Khi chia tay ở băng tuyết cát, bọn họ có tặng cho ta một tòa kỵ phi hành giá trị của tòa kỵ đó chỉ sợ còn hơn một ngàn vạn. Nhưng người cũng biết, nếu muốn bán vật kia, nhất thời cũng không dễ dàng bán đi như vậy. Ta lấy tòa kỵ phi hành đổi hai người bọn họ với lệnh hồ tiên sinh, người cảm thấy như thế nào? Tiên sinh thích du lịch khắp nơi, có tòa kỵ này là thích hợp nhất. Chẳng những thương thuộc thanh, ngay cả đám người phí trường lưu cũng thầm nói, còn có việc này sao? Lệnh hồ thu có vẻ kinh ngạc, người nào có thể ra tay hào phóng, đem tòa kỵ phi hành tặng cho ngươi. Nghiêu hữu đạo đáp, nói thật, bọn họ cũng không lộ ra thân phận thật cho ta biết, chỉ nói sau này nếu ta có việc, cứ đến kinh thành nước tề tìm bọn họ. Một người họ hạo, một người họ bùi, hạo là họ gốc của nước tề, ta hoài nghi người đó là hoàng tộc nước tề. Lệnh hồ thu ồ một tiếng, như có điều suy nghĩ, cũng không biết có nên tin hay không, giọng nói hơi chế diếu, hoàng tộc lấy tòa kỵ phi hành tặng người, điều này đúng là hiếm thấy. Dù sao giá trị của nó cũng không nhỏ. Như hữu đạo nói, bọn họ coi trọng đồ của ta, nên dùng nó làm thứ trao đổi. Lệnh Hồ Thu lại hỏi, dùng cái gì để trao đổi? Ta không tiện nói, Nghiêu Hữu Đạo quay sang nhìn Hồng Tụ, Hồng Phất, chép miệng nói, chỉ cần tiên sinh đồng ý nhường lại hai người bọn họ cho ta, ta tất nhiên sẽ nói ra ta đã dùng thứ gì để trao đổi. Thấy hắn cứ quấn mãi chủ đề này không buông, nhắm vào hai thị nữ của mình không chịu nhả, Lệnh Hồ Thu mỉm cười nói, bọn họ không phải thị nữ bình thường, tu vi đều là cảnh giới kim đan, cũng được xem là hộ pháp đi chu du bốn phía với ta, không phải tiền nhiều tiền ít là có thể cân nhắc được thì ra là thế nghiêu hữu đạo kinh ngạc làm ra vẻ đáng tiếc lệnh hồ thu cười nói ta đã có thể đến đây chính là muốn thành tâm kết giao lão đệ không cần phải vòng vèo nữa người đơn giản chỉ vì chuyện chiến mã mà muốn ta đi cùng với ngươi đến nước tề nghiêu hữu đạo đưa tay ra hiệu là ta càn dỡ lệnh tiên sinh uống trả đi sự việc như lửa nóng lúc trước nói qua liền qua lệnh hồ thu khoát tay Người gọi tiên sinh nghe khách sáo quá ta thành tâm kết giao bạn bè, nếu ngươi không chê, chúng ta có thể gọi nhau như huynh đệ. Như hữu đạo mừng rỡ nói, nếu tiên sinh cũng không chê, ta nguyện kết bái làm huynh đệ với tiên sinh, được chứ? Ánh mắt hắn tràn ngập chờ mong, lệnh hồ thu im lặng, hồng tụ, hồng phất nhìn nhau, biểu hiện của ba người phí, trịnh, hạ hơi có chút đặc sắc, phát hiện vị đạo gia này đúng là quá nhiều việc. Thời gian vừa mới trôi qua bao lâu đâu, những việc đùa giỡn cứ tiếp nối nhau. Lệnh hồ thu mỉm cười, gật đầu, được. Nghiêu Hữu đạo quay đầu nhìn hắc mẫu đơn, người đi bẩy hương án đi. Rõ, hắc mẫu đơn rời đi. Không bao lâu sau, thương thục thanh dựa vào lan can bên trên lầu các, nhìn hai người đang quỳ song song trước bàn hương án dưới lầu trong đình viện, ánh mắt hiện lên sự không yên. Ba người phí, trịnh, hạ đứng một bên làm chứng, thấy hai người quỳ lại song đứng lên cầm tay nhau xưng huynh gọi đệ, chẳng khác nào đang xem tuồng. Lệnh hồ thu mới tới chưa được bao lâu, hai người vốn không quen biết đã dập đầu bái làm huynh đệ, lại còn làm như tiếc nuối vì gặp nhau quá muộn chuyện này là sao nhưng nói đi thì cũng nói lại mặc kệ hai người có phải gặp dịp thì chơi không nhưng trên danh nghĩa danh sĩ nước tấn lệnh hồ thu đã kết bái huynh đệ với ngưu hữu đạo hắc mẫu đơn đi nói với viên phương huynh trưởng của ta đến bảo y chuẩn bị rượu và thức ăn ngon nhất nam sơn ngưu hữu đạo đang cầm tay lệnh hồ thu chợt quay đầu nói biểu hiện cao hứng lạ thường vâng hắc mẫu đơn lĩnh mệnh rời đi sau đó như hữu đạo đức thân dẫn lệnh hồ thu tham quan trang viên của hắn ba người phí trường lưu đứng trước cửa trang viên đưa mắt nhìn nhau chợt nghe tiếng bước chân chuyển đến ba người quay đầu nhìn lại thấy là thương thục thanh đều hơi hạ thấp người biểu đạt kính ý quận chúa thương thục thanh đáp lễ sau đó cùng với tùy tùng xuống núi hạ hoa nói sợ là nàng ta đến quận thành đem chuyện kết bái nói lại cho vương ra biết hai người phí trịnh đều gật đầu điều này là chắc chắn rồi Ánh mắt Phí Trường Lưu nhìn theo bóng hai huynh đệ đi đằng xa, khẽ thở dài, nghe nói người này vốn là trưởng môn Thượng Thanh Tông, bị ghét bỏ vì kinh nghiệm quá ít ỏi nên bị gạt ra khỏi Thượng Thanh Tông. Nếu để cho hắn tiếp tục làm trưởng môn Thượng Thanh Tông, dựa vào năng lực của hắn, Thượng Thanh Tông bây giờ đã là một tình huống khác rồi. Thượng Thanh Tông đã đánh mất một nhân tài có thể dẫn dắt bọn họ phục hưng. Ta dám chắc, Thượng Thanh Tông sớm muộn gì cũng sẽ hối hận. Chương 363, xin hãy có lòng tin với đạo gia hai họ hạ và họ trịnh vốn là người của tống gia ban đầu cũng muốn giết chết Ngưu hữu đạo cho nên đối với tình huống của Ngưu hữu đạo ở thượng thanh tông tất nhiên là có hiểu biết cho nên cũng hiểu lời của phí trường lưu là có ý gì trịnh cửu tiêu cũng gật đầu thở dài phụ họa theo lệnh hồ thu chạy đến đây chắc cũng không nghĩ đến sẽ có tình huống này ban đầu chúng ta còn không hiểu vị đạo gia này của chúng ta quay tới quay lui là muốn làm gì bây giờ xem như đã rõ lệnh hồ thu liên tục biểu hiện khó xử trong chuyện chiến mã hắn lập tức xây dưa việc muốn người ta giao ra thị nữ, giá cả đề ra cũng tăng lên. Khi lệnh hồ thu từ chối, hắn lại lập tức yêu cầu kết bái huynh đệ với người ta. Vừa gặp mặt đã từ chối hai lần, lần này nếu từ chối nữa, còn nói gì là kết giao bằng hữu Đây còn không tính là bị hắn bức kết bái huynh đệ sao. Vị đạo gia này của chúng ta lợi hại thật, ba người không giống công tôn bố của Ngũ Lương Sơn, thực lực môn phái bày ở chỗ này, mà hình thức phụ thuộc lại không giống nhau, bình thường cũng sẽ không như công tôn bố gọi như hữu đạo là đạo gia. Bây giờ có thể gọi vị đạo gia này của chúng ta, xem như bọn họ đã thật sự bội phục. Hạ Hoa cũng gật đầu, lệnh Hồ Thu đã không đồng ý ngay từ ban đầu, bây giờ kết bái huynh đệ, huynh đệ kết bái có phiền phức nhờ hỗ trợ, lệnh Hồ Thu là đại ca kết bái, chỉ sợ không tiện từ chối. Nói tới nói lui, lượn quanh một vòng cũng là chuyện chiến mã, nhưng vì đạt được mục đích, đảo mắt điều chỉnh lại phương pháp mà thôi. Phí trường lưu nói, một người muốn đánh, một người muốn bị đánh. Vì sao lệnh hồ thu lại không đến bái phỏng chúng ta? Như hữu đạo giết yến sử lan truyền khắp thiên hạ, y chú ý cũng là chuyện tất nhiên, nhưng ta nghĩ y còn có suy nghĩ khác. Hai người khác đều hiểu ý trong lời nói của y, lệnh hồ thu chắc chắn đã nhìn chúng một giá trị nào đó của như hữu đạo. Nếu không, y sẽ không đến nhà, cũng không dễ dàng kết bái. Trịnh cửu tiêu nói, nhìn ý của Ngưu Hữu Đạo, chuyện chiến mã đã như lửa cháy xém lông mày, cục diện cân bằng đã bị đánh vỡ, cũng không còn cách nào tiếp tục trốn tránh. Hắn rốt cuộc đứng ngồi không yên, nếu không, hôm nay cũng không gọi chúng ta đến bàn việc này. Xem ra, hắn muốn đích thân ra tay, hạ hoa cười nói là chuyện tốt, người của chúng ta liều chết liều sống ở nước tề, người này ngược lại tốt rồi, trốn ở đây một lòng thanh tu, không màng thế sự. Bên phía nước tề muốn dựa vào man lực để giải quyết sự việc là không thể nào. Nếu hắn có thể rời núi, đây cũng là điều mà ta chờ mong. Các ngươi cũng thấy rồi đấy, thủ pháp làm việc của hắn rất lợi hại. Ánh mắt phí trường lưu nhìn về hướng quận thành, không bao lâu nữa, thiên ngọc môn chắc chắn cũng sẽ biết việc hắn kết bái với lệnh hồ thu, xem như hắn đeo thêm một quả cân nữa. Thiên ngọc môn sẽ không dám vì tiện động đến hắn, hạ hoa cười một tiếng, chuyện này cũng là chuyện tốt đối với chúng ta. Ít ra, bây giờ hắn đang đứng cùng một phe với chúng ta chống lại thiên ngọc môn. Một khi lợi ích bên này mở rộng, đấu tranh lợi ích nội bộ sẽ không cách nào tránh khỏi. Thiên Ngọc Môn có chỗ dựa là quận vương Dung Bình, mà người này lại có ảnh hưởng không nhỏ đối với quận vương, chúng ta đoàn kết cùng một chỗ là rất cần thiết. Hai người nghe xong đều gật đầu, biểu hiện sự đồng ý. Mọi người đều biết rõ, muốn đặt chân ở đây, bước bách ngược trở lại Thiên Ngọc Môn cường thế, ba phái không thể rời khỏi Nghiêu Hữu Đạo có lực ảnh hưởng đối với Thương Triều Tông. Chỉ cần Nghiêu Hữu Đạo còn, Thương Triều Tông không có khả năng vì tiện nghe theo Thiên Ngọc Môn loại đi ba phái. Mà Nghiêu Hữu Đạo cũng không thể rời khỏi sự ủng hộ của ba phái, hắn cần ba phái cung cấp sự bảo vệ an toàn. Tương tự, bọn họ tin rằng Thương Triều Tông cũng cần có nghiêu hữu đạo cầm đầu bên này để cân bằng lực ảnh hưởng của Thiên Ngọc Môn. Không có một thế lực thế tục nào có thể tiến hành đối kháng với thế lực tu hành, ngay cả triều đình của các quốc gia cũng không thể không lợi dụng các đại môn phái cản tay nhau. Nếu cản được, bọn họ đã không làm như vậy, bây giờ, chỉ sợ ngay cả hoàng đế cũng phải ăn bữa nay lo bữa mai. Trên thực tế, Nhiều Hiếu Đạo đã phát huy tác dụng, tiến hành áp chế nhất định đối với lực ảnh hưởng của Thiên Ngọc Môn. Nếu không, hai quận sẽ không có cục diện như ngày hôm nay. Bây giờ không thể so sánh với khi phụ thuộc vào Tống Gia. Ba phái ở Tống Gia là quan hệ cạnh tranh, mà ở đây là lợi ích nhất trí, không thể không đoàn kết với nhau. Sớm bỏ qua những mâu thuẫn trước kia. Ha ha, Vương Gia, xem ra đạo gia muốn xuất sơn, chuẩn bị đích thân ra tay trong chuyện chiến mã rồi. Bên trong quận Thủ phủ, sau khi nghe Thương Thục Thanh báo lại. Lam Nhược Đình có chút hưng phấn nói với Thương Triều Tông. Thương Triều Tông đang xem bản đồ, hai mắt cũng tỏa sáng, gật đầu nói, không nghĩ đến lại nhanh như vậy. Vừa mới nói chuyện, đạo gia đã ra tay ngay chỗ lệnh hồ thu. Nhìn tình huống, đạo gia muốn đích thân đến nước Tề. Bổn vương thật sự rất chờ mong, nghe xong, Thương Thục Thanh bên cạnh khó hiểu hỏi ca, các người có phải đã nói gì với đạo gia hay không? Thương Triều Tông và Lam Nhược Đình nhìn nhau, Thương Triều Tông quay sang thở dài nói với em gái thanh nhi muội cũng biết tình huống rồi đấy các môn phái kéo dài lâu như vậy vẫn chưa đưa ra được câu trả lời chắc chắn về chuyện chiến mã vẫn một mực suy đoán mập mờ ta biết bọn họ đang gặp khó khăn đưa được chiến mã ra khỏi nước tề sao dễ dàng như vậy chứ bọn họ không chịu nói rõ chính là không muốn nói mình vô năng chuyện này ta có thể hiểu nhưng thanh nhi mọi việc không thể kéo dài được nữa ta và tiên sinh đã suy tính qua dựa theo thế cục này Cùng lắm cũng chỉ kéo dài được 2 năm Phiền phức lớn chắc chắn sẽ đến Thật ra ta vẫn luôn muốn tìm đạo gia để nói chuyện này Nhưng đạo gia vẫn luôn bế quan tu luyện Không để cho người ta tùy tiện quấy dày Nên ta vẫn không có cơ hội thích hợp để mở miệng Hôm nay đạo gia đích thát chạy đến Ta và tiên sinh tất nhiên phải tố khổ rồi Uy hiếp sắp đến cũng sẽ ảnh hưởng đến thanh thu của hắn Tin rằng hắn sẽ để việc này trong lòng Chỉ là ta không nghĩ đến hắn lại phản ứng nhanh như vậy thôi thương thục thanh cũng không nghĩ đến chuyện bên trong lại như vậy có vẻ sốt ruột ca thiên ngọc môn phí hết sức lực ba phái cũng xuất thủ bốn nhà liên hợp lại thực lực mạnh như thế có khó khăn nào mà không giải quyết được chứ tại sao mọi người lại để cho đạo gia làm chẳng lẽ mọi người không biết để đạo gia đến nước tề làm việc sẽ rất nguy hiểm sao chư hầu thiên hạ muốn chiến mã của nước tề nhất định không chỉ có một nhà chúng ta nước tề chính là nơi sóng gió tụ hợp xoay vần để đạo gia đến đó quá nguy hiểm rồi lam nhược đình trầm ngâm nói nếu không khó các phái đã làm xong rồi nếu không khó chúng ta cũng không mong đạo gia rời núi quận chúa các phái vẫn không cho chúng ta được tin tức chính xác điều này nói rõ bọn họ vẫn chưa có đầu mối khiến chúng ta không thể thực hiện kế hoạch tiếp theo tình thế bức bách không thể kéo dài được nữa chúng ta cũng chỉ là bất đắc dĩ thôi cho dù hôm nay đạo gia không đến ta và vương gia cũng chuẩn bị khi mọi việc được khuyết trương thì đến tìm đạo gia nói chuyện ý của mông soái cũng chính là như vậy. Hai, đến nước tề cố nhiên nguy hiểm rồi, nhưng quận chúa cũng đừng xem thường đạo gia. Ta và vương gia ký thác hy vọng vào đạo gia cũng không phải là không có nguyên nhân. Chúng ta từ kinh thành thoát hiểm đến nay, sau đó cưới được vương phi, mượn binh quận Quảng Nghĩa, đặt chân lên huyện Thương Lư, liên hợp với Kim Châu, đánh xuống quận Thanh Sơn, lấy được đại quyền của hai quận, khiến cho Thiên Ngọc Môn đồng ý giảm thuế để phát triển hai quận, còn có những chuyện khác nữa. Bổn sự và năng lực mà đạo gia thể hiện, chắc không cần ta phải nói nhiều nữa. Nếu như nói mấy phái không giải quyết được chuyện này, chúng ta không gửi hy vọng cho đạo gia thì biết gửi cho ai nữa đây? Tìm thế lực khác tham gia vào, chỉ sợ Thiên Ngọc môn là người đầu tiên không đồng ý. Chương 364, rùa đen nhỏ rút đầu muốn đích thân nhúng tay. Đạo gia hắn có thủ đoạn hô mưa gọi gió, nếu cứ ẩn cư thâm sơn không màng thế sự thì không khỏi đáng tiếc. Bất bình trong thiên hạ, hắn không muốn quấn vào, nhưng có thể tránh được bao lâu chứ? sớm muộn gì cũng phải ló mặt ra để quyết tranh hơn thua với ẩn sĩ trong thiên hạ đạo gia cũng hiểu rõ điều này bằng không với loại người như hắn cũng không phải vì hai ba câu của chúng ta đả động mà làm đâu nói cho cùng vẫn là do hắn quyết định quận chúa xin hãy có lòng tin với đạo gia một câu đã sớm quấn vào khiến cho thương thục thanh có chút buồn bã nàng không khỏi nghĩ đến chuyện viên cương nói với nàng ở chùa nam sơn đạo gia quan trọng hơn so với tu vi của hắn ta sự thật chứng minh chính là như vậy có thể nói là không khoa trương chút nào. Một tay đạo gia kéo huynh muội nàng ra khỏi con đường mặt lộ, tiến vào con đường đại đạo rộng lớn. Bây giờ nhờ đạo gia cân bằng thiên ngọc môn, huynh muội nàng mới ít bị cản tay mà phát triển. Nàng nghĩ hết biện pháp để đạo gia ở lại, cũng không phải nàng muốn đạo gia bị quấn vào, mà là nàng có chút tự trách. Người ta giúp huynh muội nàng nhiều như vậy, giúp đỡ bọn họ rất nhiều, bây giờ bảo hắn vì bọn họ mà mạo hiểm, nàng thật sự rất áy náy nàng chạy đến trải đầu cho Ngưu Hữu Đạo là vì cái gì? Không phải vì tình yêu nam nữ, mà chỉ vì hai huynh muội nàng thiếu nợ người ta, không thể báo đáp được thì làm chút chuyện gì đó trong khả năng thôi. Nàng không tin anh trai và Lam Tiên Sinh không biết việc nàng đến trải đầu cho Ngưu Hữu Đạo, chỉ là bọn họ mắt nhắm mắt mở. Sở dĩ bọn họ không nói ra, cũng không phải là vì không thể báo đáp, mà để cho quận chúa làm chút chuyện lấy lòng Ngưu Hữu Đạo, hắn có thể bất mãn sao? Thương Thục Thanh lắc đầu, hắn mạo hiểm vì chúng ta, chúng ta chẳng làm được gì cho hắn thứ chúng ta muốn hắn ngược lại có thể lấy được còn chúng ta có thể cho hắn cái gì chúng ta có tư cách gì mà bắt hắn tiếp tục mạo hiểm vì chúng ta lời này khiến cho thương triều tông và lam nhược đình im lặng không nói